Đem lên tới nhà luôn, đem đồ lên tới nhà luôn, đem cái điện thoại lên luôn. Tới tới ổ luôn. Đây mà ai không mua được bộ này nữa là tiếc luôn. Bữa size XL canh nhiêu ký quên rồi ta? 62 ký đúng không? Dư chị, dư nhiều lắm. Giãn nữa. Ừ, sang. Ừ. Chân xấu như em mà còn đẹp. Em chào cả nhà, hôm nay lên cái lô thiết kế này nha cả nhà ơi, em về được thêm được có 100 bộ nữa ha. Nên là chị đẹp nào lấy á, thì cái chị đẹp nhà em hôm trước hụt cái lô này rồi thì hôm nay tranh thủ mua nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Cái này là em đang tư vấn cái size của chị, hết size 4 rồi thì mình có thể lên size 5 được. Còn cái đó chị muốn lấy size nào? Size nào thì chị cho em số ký nha. Theo dõi like giúp giùm em đi chị, chứ nhiều khi em like cái mẫu, nhiều khi cái mẫu nó có, cái mẫu không có, mà mẫu em có size 70 kg thì chị không ưng đó, nên là không có nói trước được nha. Thì hàng thì em lên đủ size cho cả nhà mình, nó có size nào thì lên size đó, em lên nhiều mẫu. Nên là chị nhanh fan cứ coi ha. Nhiều khi em lên có size 70 kg, size của chị, nhưng mà chị không có ưng mẫu đó rồi sao? Rồi bộ em đang mặc nha cả nhà ơi, 140.000 một bộ giúp giùm em nha. Hàng này là hàng thiết kế nha cả nhà ơi, không rồi chị nào mua cái bộ này rồi thì biết cái chất lượng với lại là form dáng nó như thế nào rồi ha các chị. Bộ em mặc là size XL. Size XL nha các chị, bộ này là size tầm khoảng 60 61 kg trở lại, các chị đẹp nhà em mặc ok. Nó tương đương với tầm khoảng size số 3 của mình, nhích lên được tí xíu đó cả nhà, 60 61 kg trở lại. Rất là đẹp luôn, 140.000 một bộ ha. Chị nhận được 10 bộ satin rồi, đẹp mê luôn. Em cảm ơn chị Lộc Thiện rất là nhiều. Chị Lộc Thiện ơi, em chuẩn bị em về một lô latin nữa nha. Một lô latin này nó hả, nó còn mướt hơn cái lô đó nữa chứ. Hàng hàng đó là hàng bán shop hay bán store gì đó. Nó tầm khoảng là người ta bán tầm khoảng 250 một bộ á, nhưng mà em chưa có soạn hàng ra kịp nên nó là bữa nay chỉ soạn tới cái hàng thiết kế thôi. Chút xíu em sẽ lên cho các chị bộ lam nữa nha, bộ lam latin, bữa nay em về bộ lam latin. Bộ lam này là cũng 200 mấy bộ đó, 200 mấy ngàn một bộ, người ta bán lẻ cả nhà. Rồi cả nhà chốt giúp em bộ này 140.000, bộ em đang mặc là size 60 61 kg trở lại cả nhà mặc vừa, chất rất là đẹp luôn nha các chị, hàng thiết kế nha, bộ đồ mặc lên là bao sang luôn, 140.000. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là mã số 1. Chốt em bộ này là mã số 1 nha, mã số 1.
Đẹp dữ lắm, đẹp nha cả nhà, không chốt là tiếc lắm luôn nha. Em về đợt này nữa là không biết khi nào mới có lại cho mấy chị đó. Gom mà ta nói gom nó nhỏ 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 chứ nó không có được nhiều nữa đó. Mỗi một bông có một hoặc là hai bộ thôi, không có nhiều. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 2. Bộ này hôm trước quá chừng các chị chốt luôn. Bữa trước em về được 50 bộ, bán có buổi một hết trơn. Rồi 60 kg trở lại mặt vừa giúp em luôn nè. Lên giúp em bộ này là mã số 2 cả nhà. Đẹp xuất sắc nha. Chốt em mã số 2. Chất này là chất nó gần như chất u mì xịn sò nha cả nhà, hàng thiết kế nha. Hàng này các chị mua tầm khoảng 200-300 ngàn một bộ đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Mã số 2 giúp em cả nhà, mã số 2 1m62 62 kg, mặc vừa vừa đó chị Diệu Thanh, bộ đó chị mặc được đó. Cái bộ em mới vừa thay ra, bộ đó một chị 1m62, chị 62 kg là chị mặc được. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Dây kéo nó nằm ở phía sau giúp giùm em nha, tất cả là nó có dây kéo hết. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 2 cả nhà ơi, mã số 2. Bộ em mặc là size 60 kg trở lại mặc vừa. Chốt em mã số 2. Mango dập ly hồi hôm qua nay đã lên 2-3 like rồi chị Nguyễn Loan. Bây giờ em lên hàng thiết kế cho nó mới cái ha, lên hoài cái hàng dập ly mấy chị nghe, mấy chị coi mấy chị sẽ bị chán. Nên là lên là xen kẽ vô nha chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 3. 140.000 một bộ chị. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 3 cái chị, mã số 3 giúp em. 140.000 hàng thiết kế giúp em nha. Lên giúp em bộ này là mã số 3 đẹp lắm. Size XL là size 60 kg trở lại. Cả nhà chốt giúp giùm em bộ này. Mã số 3. Chốt em mã số 3. Hình như nó có size 60, 61 kg trở lại hả cả nhà, nó không có size khác. Đa số là size XL. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 4. Chốt em mã số 4. Dây kéo giọt mưa ở phía sau hết giúp giùm em nha. Tại vì em mặc nó rộng hơn so với em á, nên em chồng cổ vô được hết. Còn cái chị mặc vừa thì cái chị đẹp nhà em cứ mở cái dây kéo ra rồi kéo nó lên như đầm vậy đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này 60 kg trở lại mặc vừa luôn cả nhà. 60 kg trở lại mặc vừa, lên giúp giùm em bộ này là mã số 4. Chốt em bộ này mã số 4, 140.000 một bộ chị. Chốt em bộ này mã số 4 cả nhà, 140, quá rẻ luôn, quá rẻ cho một bộ đồ hàng thiết kế. Bộ này cái chị mua bình thường ở ngoài nó tầm khoảng 200 mấy 300 ngàn, có thể người ta bán 320 cũng không chừng ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 4. Caro rất là đẹp. Chốt em mã số 4 ạ. Vừa chị. 50 mấy ký trở lên là ok rồi đó. Nó gần nó tương đương với cái bộ này, là nó tương đương với size số 2 với size số 3 là cái chị mặc cái chị chốt ok giúp em ha. Còn chị nào mà size số 1 á thì thường cái chị đợt nào mà mặc bên em mà size số 1 hoặc là size S á thì nó sẽ hơi rộng. Còn ví dụ như size M với size L, thường cái chị mặc size M với size L là tương đương với size số 2, số 3 bên em đó, là chốt cái bộ này size XL nha. Hoặc chị nào cao 1m6 mà gọn gọn người thì còn tầm khoảng 61 62 kg cái chị mặc cũng ok luôn, tại vì cái chất của nó có co giãn. Với lại là những cái form này á, là cái chị mặc ôm vô nó sẽ đẹp nha, nó mới tôn cái dáng của mình. Mã số 3 em chốt cho chị Diệu Thanh. Chị Diệu Thanh vòng eo của chị tầm khoảng bao nhiêu vậy chị Diệu Thanh? Vòng eo của chị Diệu Thanh tầm khoảng bao nhiêu? 45 kg không có chị Nguyễn Hồng, bộ này 45 kg không có rồi. Có chứ, chị chờ em tí xíu đi. Chị 1m rưỡi 45 kg đúng không? Chờ em một tí xíu. Có mấy bộ cho chị nha. 140.000 một bộ cả nhà ơi. Trời ơi nó đẹp cả nhà ơi, bộ này 65 kg trở lại mặc vừa. Bộ này size 2XL nè. Cái giải của nó giãn dữ lắm nha các chị. Cái giãn là giải là siêu giãn, tại vì cái form này các chị mặc phải ôm nó mới đẹp nha, mặc ôm.
Chị Diệu Thanh cho em xin cái vòng eo của chị Diệu Thanh nha, chị Diệu Thanh đây. Bộ này size 2XL nè cả nhà, đẹp quá trường đẹp luôn, dạng cổ vest nữa. Dạ á, cái chị lấy cái kim á, cái chị đơm chỗ này lại giúp em nha, nó bị giục cái chỉ. Nó bị giục cái chỉ chỗ này nè, đó, đơm lại. Đơm lại giúp giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này. 65 kg, cao 1m56 trở lên, còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 63 kg trở lại là cái chị mặc sẽ đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số mấy rồi chị? Mã số 5, chốt em mã số 5 nha. Dạ ok chị Diệu Thanh nha. Nếu mà gọn người thì mặc ok chị, nếu gọn người thì mặc được, tại vì cái này chốt vải nó cũng có co giãn. Ở nhà ơi, cái vải của nó giãn đã lắm, giống như cái chị mặc đầm, những cái đầm mà cao cấp á nha. Nên chị về cái chị cứ mở cái dây kéo ở phía sau nha. Ê, cái bộ này nó không có dây kéo nhưng mà nó giãn nhiều nha cả nhà, chốt rất là mịn luôn. Lên giúp em mã số 5, size 2XL, 65 kg trở lại, cái chị mặc vừa giúp em. Lên giúp em mã số 5. Nhìn bộ này tới size 4XL luôn, chắc tương đương với size 4 quá. Nó có một size 1 hà, chị gặp Nguyễn nha, 50 kg mà eo 75 thì chị mặc bộ này là cũng ok đó chị, cũng vừa rồi đó. Tại vì nó có một size XL 1 hà thì em canh cho mấy chị là tầm khoảng 52 53 kg đó, đến 60 kg là cái chị mặc ok. Chứ bây giờ canh để mà y chang cái size của mấy chị luôn á thì em không có, còn mấy chị không chịu á thì không không chốt thôi nha. Chứ nó có size 1 hà. Mã M5 em chốt cho chị Tấn Thành, ok chị Tấn Thành. Eo em là 65 đó là em mặc nó như vậy đó, còn cái chị eo 75 thì cái chị mặc vừa hơn em. Hello em. Rồi, bộ này là 62 63 kg trở lại mặc vừa. Chị đẹp bé nó qua kìa chị đẹp. Bộ này đẹp quá cả nhà ơi. Em ngồi đi rồi có gì chị ấy chị sẽ hướng dẫn cho em rồi. Bộ này tầm khoảng 60 62 kg trở lại mặc vừa cả nhà, lên giúp em mã số 6 đúng không chị đẹp? Lên giúp em bộ này mã số 6 cả nhà ơi. Tầm khoảng 62 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã số 6 đẹp lắm. Chất là nó có co giãn hết giúp em nha. Cái này form này cái chị mặc ôm vô nó sẽ rất là đẹp. Tầm khoảng 60 62 kg, chị nào 60 61 62 kg thì cao tầm khoảng 1m56 1m57. Còn chị nào ví dụ 1m55 dưới 1m55 thì bộ này 60 kg trở lại mặc sẽ ok. Lên giúp giùm em bộ này mã số 6. Dạ em không biết nha chị ơi, tại vì dập ly em đã lên hai like rồi. Nó nên là cái chị đẹp nhà em á coi like giùm em đi, chứ hỏi em có lên không em cũng không biết em có lên hay không nữa. Tùy theo nha chị. Em lên hai like rồi lên hoài mấy chị sẽ bị nhàm cái mẫu á. Nha, nên là thay đổi cái khác. Lên giúp em mã này là mã số 7. Mã số 7, size này size 60 61 kg trở lại mặc vừa. Trở lại mặc vừa cả nhà ơi, 140.000 một bộ nha chị Mỹ Lệ. Bữa nay em về đa số là size XL không hả cả nhà ơi, bộ này nó không có size 2X, ít lắm nha. Rồi 60 kg trở lại mặc vừa, chốt giúp giùm em bộ này là mã số 7 nha các chị. Mã số 7, 60 kg trở lại, cả nhà chốt em mã số 7 size XL. Chốt em mã số 7 nha. 140.000 một bộ cả nhà ơi, hàng thiết kế 140.000 nha. Rồi lên giúp giùm em mã số 7. Rồi lên giúp em bộ này mã số 8. Chốt em bộ này mã số 8.
60-61 kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 8 cả nhà. Chốt em mã số 8 nha, mã số 8. Số 7 em chốt cho chị Cát Tiên Võ. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 8 cả nhà. Chốt giúp em mã số 8. Mã số 1 em còn đó chị Nguyễn Loan ơi. Chốt em bộ em đang mặc là mã số 8 cả nhà. Đẹp lắm. 60-61 kg trở lại mặc dừa. Chốt em mã số 8. Lên giúp em bộ này mã số 9. Mã số 9. Bộ này tầm khoảng 50, để em coi tầm khoảng bao nhiêu ký nha cả nhà. Bộ này tầm khoảng 55-56 kg trở lại mặt dừa. 55-56 kg trở lại mặt vừa bộ này giúp em cả nhà ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Đẹp quá. Chốt em mã số 9 nha. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 9 cả nhà, mã số 9. Chốt em bộ này mã số 9, 55-56 kg trở lại mặt vừa mã số 9. Bộ này người ta bán cho các chị bao nhiêu các chị biết không? 380.000. Em bán cho mấy chị có 140.000, mấy chị lên mấy chị hỏi hoài, mua đi nha. Mua đi. Alo, giờ Diệu nghe hả? Nói đi chị. Nói đi chị, em ở bên shop Xí Điệu Hàng Đẹp Giá Rẻ á. Em ở bên shop Xí Điệu Hàng Đẹp Giá Rẻ. Chị có mua hàng ở bên em hay gì? Hôm qua em gọi chốt đơn lại. Nếu mà chị nhận được cái tin nhắn là em xả đơn là đơn của chị em đã xả rồi nha. Dạ. Tại em gọi hoài không có bắt máy chứ. Mã số 9 em chốt cho chị Nguyễn Thúy Quyên. Bộ này em nói người ta bán cho cái chị 300 ngàn là em còn nói rẻ đó cả nhà nha. Hàng thiết kế này các chị nhìn là chứ chị biết nó mắc lắm. Cầm cái bộ đồ lên là dưới ít nhất nó cũng phải là 300 ngàn trở lên. Rất là đẹp. size em đã canh ở trên live hết rồi nha. Các chị nghe kỹ giúp em. Các chị có thắc mắc gì về cái size số thì các chị hỏi em. Đừng hỏi mấy bạn chốt đơn. Mấy bạn chốt đơn không biết đường canh size nha cả nhà. Nó tùy theo cái form đồ nha. Tùy theo cái form đồ nên là em canh cho các chị ở trên live. Nè cái này là em mặc cái quần nó rộng nè cả nhà. Chị mặc ôm vô nó mới đẹp nha. Rồi bộ này cả nhà ơi. Bộ này 62-63 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 10. Mã số 9 em chốt cho chị Nguyễn Thúy Quyên rồi ha. Lên giúp em bộ này mã số 10. Bộ này tầm khoảng 62-63 kg trở lại cái chị mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 10. Chốt em mã số 10 nha các chị. Mã số 10. Bộ này là em mặc rộng nè cả nhà. Chốt em mã số 10. Đẹp quá chừng đẹp luôn cả nhà. Chốt vải này nó coi giãn được 4 chiều đó các chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này mã số 10. Bộ số 1 đâu rồi chị? Đây bộ số 1. Bộ này đúng không chị Nguyễn Loan ơi? Số 9 em hết rồi chị Nguyễn Cẩm. Em còn cái họa tiết khác để em lên cho chị. Mã số 10 của chị Nguyễn Loan là bộ này nha. Bộ này tầm khoảng 60-61 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc dừa. Mã số 1 chứ lộn. Mã số 10, mã số 10 giống cái này không chị? Mã số 10 coi coi. Mã số 10, mã số 10 em còn cái màu khác được không? Ủa quên mã số 9 chứ lộn. Chị Nguyễn Cẩm. Mã số 10. Mã số 9 em còn cái họa tiết khác được không chị? Nè, bộ này. 55-56 kg trở lại mặt dừa lên giúp giùm em là mã số 11. 12 chứ? 11. 11 đúng không chị? Rồi lên giúp em mã số 11.
Mã số 10 là bộ nào chị? Mã số 10 là em mã số 10 là 6263 ký á, đúng không chị Tấn Thành ơi? 6263 ký chị lấy bộ đó đúng không? Rồi lên giúp em bộ này mã số 11 nè cả nhà. 55 56 ký trở lại mặt dừa, nó giống như mã số 9 vậy đó mà cái họa tiết nó khác thôi. Lên giúp em bộ này là mã số 11. 55 56 ký trở lại cả nhà mặt vừa giúp em, chốt em mã số 11. Mã số 11. Chốt giúp em bộ này mã số 12, em khỏi mặc thử cái bộ này ha. Mã số 12 60 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em mã số 12 60 ký trở lại mặt vừa cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 12. 11 cho chị Nguyễn Cẩm. Ok chị Tấn Thành mã số 10, 11 cho chị Nguyễn Cẩm. Ok chị Nguyễn Loan, em chốt chị Nguyễn Loan mã số 1. Lên giúp em mã số 12 nè cả nhà. Cái kiểu này đẹp dữ lắm. Cái kiểu này mặc lên rất là đẹp nha. 60kg trở lại mặc vừa cả nhà. Chốt giúp giùm em bộ này là mã số 12. Chốt em mã số 12. Chốt em bộ này mã số 13. Mã số 1 chị. Dạ. Chị Tấn Thành mới là mã số 10. Đẹp quá cả nhà ơi. Lên giúp em bộ này mã số 13. Mã số 13 62 63 ký trở lại mặt dừa luôn. Cái vải của nó co giãn 4 chiều nha các chị. Em mặc còn rộng vậy nè. Tầm khoảng 62 63 ký trở lại cả nhà, lên giúp em bộ này là mã số 13. 12 là 12 chốt cho chị. 12 chốt cho chị Jenny Hân là em hết. Em đọc số ký hết rồi đó chị Diệu Thanh ơi, chị Diệu Thanh coi giúp em nha. Bây giờ chị không biết vòng eo nên em không có biết chị mặc vừa hay không á. Rồi lên giúp giùm em bộ này ạ cả nhà. Mã số 13 em chốt cho chị Tiết Nga Lê. Cái chị muốn giữ đơn, cái chị cứ nói với mấy bạn chốt đơn giúp em nha. Cứ nói với mấy bạn chốt đơn giúp em. Mấy cái này nếu mà eo của chị ra, chị gọn gọn người, eo nhỏ nhỏ là mặc vừa hết á chị Diệu Thanh. Cái chất liệu vải nó có co giãn chị. Cái chị thấy em mặc như vậy đó, nhưng mà nó không có giãn đó. Nó chưa có giãn ra nha. Tại vì mấy cái mẫu đồ này cái chị mặc giãn nó ôm vô người nó mới đẹp. Rồi lên giúp em bộ này mã số 14. Đây rất là đẹp luôn nè. Mã số 14 giúp em nha. Mã số 14 này để em coi size mấy ít. Size XL. Bộ này chắc tầm khoảng 62kg trở lại cái chị mặc được đó. Bộ này tầm khoảng 62kg nè. 55, 56 đến 62kg mặc vừa. Em mặc nó còn rộng nè cả nhà. 62, 63kg mặc được bộ này giúp em nha. Cổ vuông cả nhà. Lên giúp em mã số 14. Bên em gọi điện chốt đơn nha chị Nguyễn Cẩm ơi. 1m67 mặc bị ngắn chị Nguyễn Tấn Thành ơi. Ủa quên chị Tấn Thành. Mấy cái đồ thiết kế này 1m67 cái chị mặc như quần chín tấc vậy đó. Cái chị chịu thì em chốt nha. Giống như mấy bạn mẫu cao cao mặc đó. Mấy bạn đó là tầm khoảng 1m63, 1m65 đó mấy chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ này cả nhà. Bộ này 63kg trở lại mặc vừa, chốt giúp giùm em mã số 14. Rất là đẹp luôn. 14 em chốt cho chị Trương Chí Linh. 140.000 một bộ chị, mã số 13 chốt rồi đúng không chị? 13 em hết nha chị Duyên Lê ơi, 13 em hết. Ở bên em là em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha các chị. Khách là mới, khách cũ gì cũng vậy nha. Gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được là em sẽ xả đơn trong ngày luôn nha, em không có giữ lại. Trời ơi nó đẹp cả nhà ơi. Bộ này cái chị đi làm là ta nói hả, nó nhức nhức nhói luôn. Quá trời đẹp. 60kg trở lại mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 15. Cổ vest nè cả nhà.
14 em hết chị yêu ơi. Bộ em mặc mã số 15 60 kg trở lại mặc vừa nè cả nhà. Đẹp lắm. 60 kg trở lại mặc vừa lên giúp em mã số 15 cả nhà. Bộ này cái chị mặc đi làm đi này kia đồ là nó vô cùng lịch sự luôn nha các chị. Đó. Lên giúp em bộ này mã số 15. Chị Nguyễn Kim Sơn ơi, bây giờ chị đừng hỏi em cái mã số, đừng hỏi em mã số của dập ly. Chụp được cái họa tiết gửi qua cho em coi em rút cho cái chị, chứ bây giờ hỏi em mã số là em bó tay, không thể nào bung nguyên một lô. À, cái lô dập ly em về cho cái chị bao nhiêu bộ các chị biết không? 1.200 bộ. 1.200 bộ mà bây giờ em bung ra còn chưa hết nữa, có nghĩa là em ghi lên cái cọc nào là em like cho mấy chị cái cọc đó luôn đó. Bây giờ mà hỏi em á là em bó tay rồi chứ. Cho em cái họa tiết đi. Alo, dạ Diệu nghe ạ. À, em ơi, chị có đó đơn bạn tiết đó, hôm qua giờ điện chị không chốt máy, điện lại chốt hàng chị đi. Đơn của chị hôm qua em gọi không được, em nhắn tin chị không trả lời, em xả đơn rồi chị. Tôi 4 bộ. Lại mà. Em không có à, nhận được tin nhắn của chị. Chị có nhắn tin lại tại vì máy đi sửa á, chiều 60 giờ mất con. Dạ. Rồi, em xả đơn mất tiêu rồi chứ, chứ lên chứ chọn lại giúp em đi ạ. Nha. À, dạ rồi, dạ rồi. Máy chị đi sửa. Dạ. Chị mới biết. Ừ. Mã số 15 em chốt cho chị Trương Chí Linh. Ok chị Trương Chí Linh. Bộ em cầm hả chị? 2X. Ủa đâu, chị cho em bộ 1X đi. Rồi, đẹp quá. Rồi, bộ này là mã số 16. Mã số 16 em có size 1X là size 60 kg. Cả nhà nha. Size 1X là size 60 kg và size 2X là size 65 kg. Bộ này. Rồi cả nhà lên giúp giùm em bộ này là mã số 16. Chốt em mã số 16 nha cả nhà. Đó, cái quần em mặc là nó vậy nè nha cả nhà. Em S58 là em mặc cái form quần này cỡ này nè. Đó, mấy cái hàng thiết kế này cái chị kiếm cái quần dài nó không có đâu nha. Đó, một là cái này hoặc là nó dài hơn tí xíu thôi. Chứ nó không có dài hơn nữa. Em là 1m58 em mặc cỡ này nè. Size 1X là size 60 kg và size 2X là size 65 kg. Cả nhà lên giúp giùm em là mã số 16 kèm theo size giúp giùm em. Rất là đẹp luôn. Mã số 16 kèm theo size giúp giùm em. Dạ không có chị Hoa Nguyễn, nó có một size à. Dạ chị Nắng Mai ạ. À, em cảm ơn chị nhiều, rất là nhiều. Đơn của chị em gửi ngày hôm qua luôn rồi đó chế. Rồi, size 1X là size 60 kg ha, 2X là size 65 kg. Lên giúp em mã số 16 kèm size giúp em. Chị Trương Chí Linh chốt mã số 16 size mấy X chị? Dạ. Quạt ra nữa hả? Quà gì? Rồi, cả nhà chốt em mã số 16. Đẹp lắm các chị. Cái này các chị mang đôi dép cao lên. Đôi dép của em nhìn nó không có xứng với cái này gì trơn á. Cái chị mang đôi dép bít mũi á, mà đôi dép cao lên tí xíu giúp em là cái bộ này rất là đẹp nha. Giống như mấy bạn mẫu mặc vậy đó. Rồi lên giúp em bộ này mã số 16. Lên giúp em mã số 16 nha cả nhà, mã số 16. Quần này cái chị lấy cái chị mặc lẻ cũng được nữa nha. Cái chó vải này nè, cái quần này cái chị lấy cái chị mặc lẻ vẫn ok. Mã số 16 chị kèm theo cái size giúp em, size 2XL em chốt cho chị Tuyết Huệ một bộ. Em chốt cho chị Tuyết Huệ lấy size mấy X chị Tuyết Huệ ơi. Để em biết em chốt chứ. 2XL chị Trương Chí Linh một bộ mã số 16 size XL. XL mình có mấy bộ chị? 4 bộ. XL em có 4 bộ còn 2XL là em có 2 bộ thôi. Chị Tuyết Huệ mã số 16 size mấy X chứ ơi, lên giúp giùm em cái để em biết em lấy. Bảy mươi ký không vừa chứ ơi, 70 kg không vừa, 140.000 một bộ chị. Một mét 65 mặt ngắn nha chị Nguyễn Loan nha. Nên là chị cân nhắc kỹ giúp em nha. 16 size XL em chốt cho chị Nắng Mai. Ok chị Nắng Mai. Cái chị chịu mặc như quần chín tấc á thì em chốt.
Chị Tuyết Huệ ơi, chị Tuyết Huệ còn ở trên live không vậy? Em thấy chị chốt mã 16. Ủa thấy rồi chị. Ủa quên, chị Nguyễn Loan chứ không phải chị Tuyết Huệ, em xin lỗi. Chị Tuyết là chị Nguyễn Loan, tại vì chị Nguyễn Loan chốt trước. Hồi nãy là em chốt cho chị Tuyết Huệ rồi đúng không? Phải của chị Tuyết Huệ không bác? Em xin lỗi chị Tuyết Huệ nha, chị Tuyết Huệ là ok size 2XL rồi. Chị Nguyễn Loan á, chị Nguyễn Loan ơi, hồi nãy chị cho em là chị 1m65 là chị mặc nó sẽ bị ngắn đó chứ. Chị có chịu không? Cái phong quần em 1m58 là em mặc nó đã ngắn trên mắt cá của em rồi. Chị Duyên Lê mã 16 size XL. Mã 16 size XL em chốt cho chị Diễm Lê là em hết. Nhiều nha chị Nguyễn Loan ơi, ngắn nhiều đó chị. Nói chung là mấy cái bộ thiết kế này là chị mặc nó ngắn đó. Đây là cái bộ này em không có chốt cho chị nha. Chị Dương Chí Linh là size XL chị. Mã số 16 size XL là 4 bộ hết rồi đó. Rồi vậy là cái bộ mã số 16 size 2XL này em sẽ chốt cho chị Tuyết Huệ một bộ và em chốt cho chị Dung Đặng một bộ ạ. Chị Dung Đặng ơi, chị 1m6. Em không có đo chiều dài đâu chị Nguyễn Loan ơi, bây giờ mà chị kêu em đo cái chiều dài nữa thời gian đâu mà đo chứ. Em 1m58 em mặc vô là cái chị nhìn cái phom quần là em đã nói nó ngắn là nó sẽ ngắn, chị chịu ngắn thì em chốt, còn không thì bỏ qua cái mẫu khác giùm em. Chứ bây giờ kêu em đo cái chiều dài quần là ai mà biết đâu mà đo. Mấy chế mua hàng, mấy chế cũng nhìn giúp giùm em tí xíu, mấy chị mình biết cái tạng người của mình chứ kêu em đo sao mà em biết em đo. Em đo cái chân của mấy chị rồi em đợi em đo cái quần á, em mới biết nó ngắn tới đâu. Chứ hỏi em trên đây sao em biết. Em tư vấn cho các chị đẹp nhà em rất là kỹ, nên là các chị đẹp nhà em lưu ý giúp em ha. Còn một bộ nào nữa chị? Còn một bộ size 2XL đúng không? Rồi còn một bộ size 2XL em chốt cho chị. Ủa nãy mình có hai bộ hay ba bộ? Hai bộ là chị Tuyết Huệ một bộ với chị Dung Đặng một bộ rồi sao còn nữa? Dung Đặng chưa có hả chị? Rồi. Dạ rồi ok của chị Dung Đặng. Các chị nhìn rồi các chị canh phụ giúp em nha mấy chị ơi, chứ em đâu có biết mấy chị cao hay thấp hơn em bao nhiêu đâu mà em trả lời ha. Em là 1m58 đó, các chị cứ lấy cái chiều cao của em rồi các chị nhìn giúp em nha. Hàng thiết kế này các chị yêu cầu cái quần nó dài là không bao giờ có nha mấy chị. Mấy chị thấy mấy người mẫu người ta mặc đó, cái quần phong quần nó cỡ vậy à. Rồi cái bộ này nó đẹp lên giúp em mã số 17 cả nha. Mã số 17, size 61, 62kg trở lại cả nhà mặc vừa. Chốt em mã số 17 cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 17 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ạ. Chốt giúp giùm em bộ này mã số 17. Các chị cao trên 1m6 để ý cái form quần giùm em nha. Mình mặc được form quần ngắn hoặc là mình chịu mặc giống như quần chính tốt. Nếu như mà mình cao á, như quần chính tốt á thì các chị chốt, còn không thì các chị bỏ qua cái mẫu này giùm em nhé. Bỏ qua mẫu này giùm em ạ. À. Tại vì muốn dài hơn nó cũng không có nha cả nhà. 17 em chốt cho chị Nguyễn Thúy Quyên. Tổng cộng cái đó là nó có bao nhiêu bộ chị? Tổng cộng 1X với 2X luôn á. 6 bộ là em chốt đủ rồi đó. 1X cho chị Trương Chí Linh một bộ nè. Chị Trương Chí Linh một bộ, chị Nắng Mai một bộ. Rồi. À, chị Trần Quỳnh Giao có chưa bác? Chưa có đúng không? Rồi vậy chốt cho chị Trần Quỳnh Giao một bộ nè. Với lại là chị Duyên Lê một bộ. Đúng không?
Diễm Lê hả? Rồi vậy là chị Diễm Lê không có, mà của chị Duyên Lê. Em chốt theo thứ tự nha cả nhà. Rồi chị Diễm Lê ơi, em sorry chị là cái bộ mã 16 là chị không có nha. Đúng rồi, em chốt thêm cho hai chị nha, một của một chị là chị Nắng Mai nè, rồi chị Trần Quỳnh Giao nè, rồi của chị Duyên Lê một bộ, với lại là chị Trương Chí Linh một bộ. Còn của chị Diễm Lê là không có nha chị, tại vì chị bình luận sao á. Chị bình luận sao nha, chị Diễm Lê. Sorry chị, chọn qua cái mẫu khác giúp em nha. Một bộ là 170.000, ủa quên 140.000 mấy chớ ơi. Các chị mua cái bộ này đi, mua để dành về đi làm cũng được ha, đi tiệc cũng được ha, đi chơi cũng được luôn. Nó rất là lịch sự và nó rất là đẹp. Chốt vải gì chính xác thì em không biết nha cả nhà. Nó gần như hàng u mì vậy đó. Chị cái này có bông nó giống nhau á, mà mẫu nó khác hả? Mẫu nó khác đúng không? Dạ, dạ rồi. Lên giúp giùm em bộ này cả nhà ơi, size 60-61kg trở lại mặt dừa luôn, giúp giùm em nha. Dạ. Rồi cái này là em có hai bộ. Cả nhà chốt em bộ này mã số 18. Mã số 18 nha cả nhà. Chốt thì em không biết gọi chính xác nó là cái gì đâu cả nhà. Nhưng mà cái giải này là để chuyên hàng thiết kế cao cấp đó. Cả nhà nhìn cái form với cái bông giải em lên là cái chạm cả nhà biết rồi ha. Rồi bộ này 60-61kg trở lại mặt vừa lên giúp em mã số 18. Cả nhà em có hai bộ. Hai bộ 18. Rất là đẹp luôn. Chị nào không chốt được mã 17 thì lên giúp em mã số 18 nè. Em 1m58 là em mặc cỡ này nha cả nhà. Đó, cái form quần này thì nó dài hơn cái mấy cái form quần kia nè. Cả nhà chốt em bộ này ạ. À. Lên giúp em mã số 18. 18 cả nhà, 140.000 một bộ. Chị Diệu Thanh chốt bộ này nè, chị Diệu Thanh, chị mét 6 mấy là chị mặc cái phong quần này là ok nè. Để em nói cái chốt vải về mấy chị thấy mấy chị không đúng với mấy chị không chịu nữa đó. Em chỉ biết chất vải nó đẹp thôi nha. Hỏi em chất vải gì là em bị mù tịch cái chứ ơi. Đúng rồi, để chị soạn cho em đi chị Điệp. Sẵn sẵn luôn đi. Lên. Lên giúp em bộ này mã số 19. 18 cho chị Duyên Lê một bộ, cho chị Tuyết Huệ một bộ. Rồi là em hết mã số 18. Lên giúp em bộ này mã số 19 này các nhà. 19 cũng 60kg trở lại giúp em luôn nha. 60-61kg trở lại đó là cả nhà mặc ok. Lên giúp em bộ này mã số 19. Thường hàng thiết kế người ta sẽ thiết kế cho những chị nào mà 1m55 đến 1m58 cả nhà. Thường là nó sẽ chuẩn ở cái form đó. Còn không là 1m6 thôi, còn những chị 1m6 mấy thì cái chị chịu mặc quần dạng như quần chín tấc thì cái chị chốt nha. Rồi 60kg trở lại mặt vừa cả nhà, lên giúp giùm em bộ này mã số 19. 19 cả nhà, 19. Em có hai bộ. Chốt em mã số 19 nha, size 60kg trở lại mặt vừa cả nhà, lên giúp em mã số 19. Đẹp quá. Cái dây kéo nó ở phía sau hết nha cả nhà ơi, tại vì em lùi á. Nên em chồng nó vô với lại nhanh đó, nha, cho nó nhanh nó khỏi cởi cái dây kéo ra. Cả nhà chị nào mà 60kg thì về cái chị kéo cái dây kéo, cái chị chồng cái áo vô rồi kéo nó lên là cái chị mặc như mặc đầm vậy đó, nó sẽ rất là đẹp nha. Dạ. Rồi. Chốt em mã số 17. Ủa mua hồi mã số 20. Cả nhà lên giúp giùm em là 20.1. 20.2. Chị nào thích cái màu nào lấy cái màu đó ha. 20.3. 20.3 là màu vàng. 20.2 là màu đỏ. 20.1 nó là màu cam. Rồi. 19 em chốt cho chị Nguyễn Loan. 19 em chốt cho chị Nguyễn Loan, 19 em chốt cho chị Diệu Thanh. Rồi em hết nha cả nhà, lên giúp em bộ này mã số 20. 20.1. 20.2. 20.3. Nha, cùng một kiểu nó chỉ khác màu thôi, nên là em lên mà cùng một mã số cái chị chấm thêm ở phía sau giúp giùm em. Chốt em bộ này là 20.1.
60 kg trở lại mặt dừa cả nhà, 60-61 tùy chiều cao của cả nhà mình đó. Rồi lên giúp giùm em. Bộ này cái chị mặc ôm nó sẽ rất là sang nha, đẹp nữa. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 20.1 cả nhà. 20.1. Bộ vàng này là 20.2 giúp em. Đẹp quá chừng đẹp cả nhà ơi. 20.2 giúp em nha, 60-61 kg trở lại. Chị nào 59-60-61 thì cao tầm khoảng 1m56-57 trở lên giúp em. 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 60 kg trở xuống. Lên giúp em bộ này 20.2. Bộ màu vàng này là 20.2. Đẹp chưa? Quá chừng đẹp luôn. 20.2, bộ này lên giúp giùm em là 20.3 màu đỏ. Cả nhà. Cái chị mặc bộ này là ra là biết bước hàng xịn liền luôn mấy chị. Chốt em 20.3 cả nhà, 20.3. Bình luận nhảy quá chừng chậm luôn rồi mấy chứ ơi. Chốt em 20.3 nha, 20.3. Hết thấy bình luận luôn à. Chốt em 20.3. Các chị mua ống rộng chờ em tí xíu nha. 20.3 em chốt cho chị Nguyễn Thúy Quyên. 140.000 một bộ. Khách mới thì lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha cả nhà. Đừng hỏi em là size bao nhiêu ký mặc nha. Mấy chị cứ cho số ký của mấy chị đi rồi em canh size mặc vừa hay không em trả lời ha. 20.1 chị. 20.3 cho chị Nguyễn Thúy Quyên nha. Em còn 20.1 với 20.2. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Bộ này em có size 60 kg và size em có size 60 kg và size 65 kg. 1X với 2X. 1X với 2X nha cả nhà, lên giúp em mã số 21. Chốt em bộ này mã số 21 cả nhà. 21 em có 1X với 2X. Yeah. Cái bộ mấy cái bộ sau lưng của chị á, chị đẹp cho em mấy mẫu đó, chưa nãy giờ chưa lên mẫu đó. Cả nhà chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em bộ này là 20 chấm quên lộn, mã số 21 kèm size giúp em. Size 1X là 60 kg và size 2X là 65 kg. Chị nào hơi thấp người tí xíu thì cho em cân nặng chiều cao ha, em canh size cho các chị. Các chị muốn chính xác thì cho em cân nặng chiều cao. Rồi lên giúp em bộ này ạ. Lên giúp em mã số 21. Kiểu này hôm bữa cháy hàng kiểu này nè. Bữa nay còn có mấy bộ. Rồi size 60 kg trở lại luôn cả nhà ơi. Lên giúp em mã số 22. Chốt em bộ này mã số 22 nha. 22. Sáu mươi ký trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 22. Chốt em mã số 22 ạ. Bộ này họa tiết gì mà đẹp dữ vậy. Chốt em bộ này mã số 23 cả nhà. 23 nha. Bộ này 65 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 23.
có bộ một hả cả nhà ơi, 65kg trở lại nha. Em mặc nó còn ở phía sau nhiều lắm cả nhà, nó giãn nè. Chỗ em bộ này mã số 25. 25 giúp em nha. Nhiêu chị? 24 hả? 23. Nhiêu? 23. Lên giúp em bộ này mã số 23 các chị. Mã số 23, 65kg trở lại mặc vừa nha. Kiểu này đẹp. Lên giúp em bộ này mã số 23 nha cả nhà. Em hết thấy bình luận luôn rồi mấy chị ơi, cái hệ thống nó bị cái gì á, quá trời chậm luôn rồi, không có thấy bình luận luôn. 23 cho cô Báo Ngô. Hai mươi hai cho chị Ngân Hà Nguyễn Thị. 23, chị Lộc Thiện ơi, em hết rồi. Dạ chưa chị Thành Võ ơi, cái đơn hàng hồi nãy gọi chốt là chưa có đi á chị. Lên giúp em bộ này mã số 24 cả nhà. 24. Cô Báo Ngô ơi, cái đó là con có một bộ, một rồi có một size, một là size 65kg trở lại đó. Cô coi được không thì cô chốt nha. Chốt xong rồi đừng xả ra giúp con, cô không lấy thì cô nói để con chốt qua cho khách. Cái bộ này kiểu mắc, kiểu mắc cười quá ha. Trời ơi, nó đẹp nè, kiểu lạ gì. Đẹp quá. Các chị nghe kỹ số ký em đọc nha cả nhà. Em like ở trên đây là em báo size, báo số ký cho các chị luôn nha. Xuống chốt đơn đừng hỏi mấy bạn chốt đơn nha. Mấy bạn không có biết đường nói đâu mấy chị. Rồi cái form này tầm khoảng 62kg trở lại cả nhà mặc vừa giúp em. 62kg nha cả nhà, tầm khoảng 55-62kg chốt giúp giùm em bộ này là mã số 24. 24 giúp em cả nhà, 22 mình còn không chị? 22 em hết. Chị Trần Thị Lưu. Không bắt máy ngày 4, ngày 5 tháng 6. Danh sách các kết cọc cạc xả 3 lần. Ngày 4 tháng 7 thì gọi thuê bao. Rồi chị Trần Thị Lưu chốt đơn á, thì vui lòng cọc cạc giùm em nha chị. Rồi em chốt cho chị chứ đơn của chị là xả 4 lần rồi chứ không phải là 3 lần á. 3 lần là em chỉ tính trong năm 2012 từ tháng 6 qua tháng 7 thôi đó. Còn mấy cái đợt trước là chị xả ra nữa đó. Nên là đợt này cọc cạc giùm em chốt lại nha chị. Còn không thì em không chốt nữa nha. Đơn hàng xả quá nhiều lần rồi. Gọi chốt đơn hàng mà đặt gọi điện thoại không có bắt máy. 54kg là mặc ok nha. Các chị lưu ý giúp em nè cả nhà. Nó chỉ có một size duy nhất nha. Em canh size cho các chị từ đâu tới từ trở xuống đó. Thì cái nhà nhìn giùm em. Nhìn giùm em chứ bây giờ á, ví dụ như á, là size 2 với size 3 thì các chị cứ chốt cái mẫu này thoải mái. Còn size 1 á, bình thường các chị mặc size 1 bên em thì hơi thoải mái tí xíu. Còn không thì các chị cứ lên cân nặng chiều cao giúp em đi rồi em canh size coi mấy chị mặc vừa hay không. Tại vì hàng này là hàng thiết kế nha các chị. Hàng thiết kế nha, về á, nếu như mà các chị muốn vừa đẹp như mấy chị thì mấy chị vui lòng chỉnh theo cái form của mấy chị nha. Nên là các chị coi kỹ nghe kỹ giúp giùm em rồi mình chốt. Hai mươi mốt size 2XL còn không chị? Chị nào muốn xả cái gì thì nói em xả liền ở trên live luôn nha, em chốt qua cho khách khác. Lên giúp em bộ này mã số nhiêu quên chị? Mã số 23 nha cả nhà ơi, tay ren rất là đẹp luôn nè. Nhiêu chị? 24 chứ? 23 còn nhưng mà 23 mình lên rồi đúng không? Có chưa? Bé. 23 có rồi nè. 23 cho cô Báo Ngô á. 23 cho cô Báo Ngô một bộ. Rồi cô Báo Ngô là mã số 21 size 2XL nữa chị đẹp. Có chưa? Có không? Cô Báo Ngô hai bộ đó. Cô Báo Ngô một bộ mã số 21 size 2XL em bấm view nè.
Bộ em mặc là mã số 24 cả nhà ơi. 22 em hết rồi. 21 size 2XL em chốt cho chị Chí Hà. 21 size XL em chốt cho chị Duyên Lê. Em đang mặc là mã số 23, size 62kg trở lại. Ủa 24 đó, chứ lộn, 24 em xin lỗi mấy chị. Bộ em mặc là mã số 24, bộ tay ren này nè, có 1 bộ một à. Chốt em mã số 24. Cái chị ơi, cái form này là size XL. Là chị nào mặc đồ thun ở bên em size 2 và size 3 thì cái chị chốt là ok ha. Size 1 thì nó hơi rộng, còn size 4 là cái chị mặc nó ôm nha, nó sẽ ôm hoặc là chật mặc không được. Còn size 2, size 3 thì cái chị đẹp nhà em chốt. Còn cái chị muốn đẹp hơn nữa thì về mình chỉnh theo cái eo của mình, theo cái form của mình nha. Đó. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái tạng người khác nhau, không có ai giống ai hết chị nha. Thì mình mua hàng online thì cái chị cũng biết cái chuyện đó rồi đó. Chứ bây giờ kêu em mà giống như đo mà canh size cho mấy chị như đi mai thì em canh không có được nha. Hai mươi bốn em chốt cho chị Thành Võ. Chị Thành Võ cho em lại cân nặng chiều cao đi chị. Còn chị nào muốn chắc ăn thì cứ cho em lại cân nặng chiều cao ha cả nhà. Rồi em canh size cho ạ. Rồi cái vải này nó mịn cả nhà ơi, mịn mít luôn á. Mịn mà nó mát lạnh nè. Bộ này size 65kg trở lại mặt dừa nè cả nhà. 65kg cao 1m55-56 trở lên giúp em ha. Chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 62-63kg trở lại. Bộ này chị nào mà 1m55 mà tầm khoảng 60-65kg cả nhà, là cả nhà mặc sẽ rất là đẹp. Cả nhà mặc sẽ rất là đẹp nha. Đây cái quần em mặc là dạng như nó là dạng như quần chín tấc nè các chị nha. Nó nhích hơn xíu vậy nè. Em mặc 1m58 lại mặc tới mắt cá đó. Rồi lên giúp em bộ này mã số 25 cả nhà. 25. Em có con bộ 25 cho chị Tuyết Nga Lê. Ok chị Tuyết Nga Lê. Bộ này vải mịn lắm, mịn mít à. Này có 1 ít với 2 ít hả chị? Mã số 26 cả nhà, em có size 60kg và size 65kg. Em có size 60kg và size 65kg, lên giúp em mã số 26. Chốt em mã số 26, 25 em hết ạ. Chốt em 26, 26 em có size 60kg và size 65kg, tương đương với 1X và 2X cả nhà ơi. Tương đương với 1X và 2X cả nhà, chốt em mã số 26 nha. 26. Cả nhà 26. Em có size 1X và size 2X cho các chị. Em có 1X và 2X cổ vest nha cả nhà. Cổ vest vậy nè, rất là đẹp luôn. 140.000 một bộ chị. Mua đi cả nhà. Ôi, cái hàng này lâu lâu mới có sale á. Sale cũng không có nhiều nữa mấy chị. Một lần em lấy được cho mấy chị vài chục bộ à. Mấy cái hàng khác lấy về một lần 500-600 bộ ha, cả ngàn bộ. Chứ bộ này nó được có tầm khoảng vài chục bộ, nó không có nhiều nữa. 25 size 65kg 2XL cho chị Lê Hợp nè. Nhớ là 64, 63, 64, 65kg thì cao 1m56-57 trở lên giúp em nha. Cái chị đẹp nhà em nha. 2XL được mấy bộ chị? Hả? Ủa 26 hả? Em đọc lộn rồi. 26, 26 chị Lê Hợp ơi, 26 65kg cho chị Dung Đặng một bộ. 26 có 2 bộ 2X. Chị Lê Hợp ơi, chị Lê Hợp chốt mã 25 hay là 26 vậy chị? 25 là bộ em mới cởi ra.
Ủa anh 26 chứ? 25 em chốt rồi. 25 có một bộ một hà, chị chốt mã 26 đúng không? Bộ cổ vest em mới cởi ra. Em đọc hơi, em đọc lộn á cả nhà ơi, em đọc lộn á. Chị Lê Hợp ơi, chị Lê Hợp chốt 25 hay là 26? 25 là em chốt rồi nha. 26 là bộ em mới vừa cởi ra, bộ cổ vest á. Rồi chị Lê Hợp là chốt mã 26, chị chỉnh lại giúp em luôn nha chị. 2XL. Rồi em còn size 1X thôi cả nhà. 26 em còn size 1X thôi cả nhà ơi. Chị Thành Võ có mã số 24 nha chị. Nhưng mà chị, cái chị nhớ nghe kỹ em tư vấn size nha. Xuống like không có hỏi mấy bạn chốt đơn nha. Hỏi xong cái ô chị không vừa nữa đó. Mấy bạn không có biết canh size đâu mấy chị. Rồi mấy bạn không biết cái mấy chị nó thôi vậy xả cho chị nữa. Xả xả liền trên like giúp em luôn nha. Em like lại luôn. Lên giúp em mã số 27. 26 size 2XL em hết rồi cả nhà. Nghe em đọc số ký đó chị Nghi Lâm, còn không thì chị lên cân nặng chiều cao giúp em nha. 26 60 kg cho chị Duyên Lê. Cái chị cứ mặc định giúp em, với điều dụ em đọc 60 kg là cái chị cao trên 1m55 giúp em. Còn em đọc còn chị nào dưới thì trừ hao xuống nha. Dưới thì trừ hao xuống số ký giúp giùm em. Lên giúp em bộ này mã số 27, em có hai bộ size 60 kg. 27 cho chị Nguyễn Thúy Quyên một bộ. Bây giờ hỏi ngược lại em không có nhớ đâu mấy chị yêu ơi. Bây giờ em có đọc tên rồi, em có bấm bill. Nếu như mấy chị được chốt đơn thì ở bên Messenger của mấy chị sẽ tự động gửi qua tin nhắn đó kiểm tra giùm em đi nha. Chứ giờ hỏi lại em không có nhớ hả chị. Chị Thanh Lý nó bị lộn á chứ ơi, nó bị rối á. Do là em tập trung vô em tư vấn cho mấy chị á, nó kỹ một tí xíu á, nên là không có tập trung vô cái mã số. Lên giúp em bộ này là mã số 27 cả nhà. 27 size 60 kg trở lại mặc dừa rất là đẹp luôn, em còn được một bộ nè. Chốt em mã số 27. Có chị, có nãy lên rồi nhưng mà chốt em bộ này mã số 28. Quên nữa. Mặc rồi không trả cái quần luôn. 28 em có được hai bộ cả nhà ơi, size 60 kg trở lại mặc vừa nè. 27 chị Lê Hợp vừa không? Nghe em đọc kỹ số ký rồi chốt, còn không thì lên cân nặng chiều cao giúp em, đừng có chốt đại như vậy. Em không có thể nào mà thời gian của em mà em cứ hỏi tới hỏi lui mấy chị hoài mấy chế. Nghe em đọc số ký giùm em chốt cho nó nhanh nha. Hồi nãy giờ nó rối nùi cái khúc này nè. Đúng cái số ký của mình thì chốt, còn không đúng thì bỏ qua giùm em. Còn nếu như mà mình muốn chốt thì lên luôn cái size của mình giùm em đi mấy chị. Lên cái số ký ở phía sau đi vừa em chốt cho. Để em hỏi tới hỏi lui hoài luôn á. Lúc thì mấy chị 2X, lúc thì mấy chị 1X. Em không biết là cái size nào mấy chị mặc vừa. Nên là nếu như mấy chị xác định 1X, 2X gì cái chị chốt cũng được hết. Thì em đọc size 1X cái chị cứ lên 1X. Còn em đọc 2X mấy chị muốn mua 2X thì lên 2X nha. Vậy đó, khỏi cần phải mai mốt phải bắt bẻ em gọi tới á, rồi xong rồi mấy chị nó gửi cho chị chốt chị bao nhiêu ký đó, sao chốt cho chị 1X rồi 2X sao chị mặc dừa. Đó, lên giúp giùm em luôn đi. Còn không thì em bỏ qua nha. Size 60 kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 20. Lên giúp em mã số 28 cả nhà, size XL em có hai bộ. Hết rồi chị Lê Yến. 27 chị bông bé mà không có vừa chị. Lên giúp em bộ này mã số 28 cả nhà. Mã số 28.
Em có hai bộ size 1X nha, size 60 kg. Lưu ý giúp em là chị nào 60 kg là tương, cái bộ này tương đương với chị nào mặc size 2, size 3 ở bên em thôi. Còn chị nào size 4 thì bỏ qua giùm em nha. Ok chị Lê Hợp, 27 cho chị Lê Hợp, 28 cho chị Lê Hợp luôn. Ok chị. Không, bữa nay không có lên lụa Latin chị Nguyễn Văn Nhi ơi, em chưa có soạn hàng kịp chị. 28 vừa chị Ngọc Hân. 55 kg, 1m58 là chị mặc bộ này đẹp đó. Vừa. Tương đương với size 2, size 3 ở bên em đó, chị nào mặc size 2, size 3 ở bên em là mặc vừa size XL. Chị muốn chốt bộ này thì chị lựa bộ nào mà có size 2XL chị chốt giùm em nha chị Bông Bé ơi, còn size 1XL chị mặc không có vừa nha. Rồi, bộ mã số 28 em còn được một bộ nữa cả nhà. Chị nào mà kỹ muốn mua hàng mà mình mặc vừa đẹp luôn thì lên luôn giúp em cân nặng chiều cao cả nhà, mấy cái mẫu hàng thiết kế này nè, lên cân nặng chiều cao giúp em luôn ha cho nó dễ. Nó vừa dễ mà nó vừa nhanh nữa mấy chị, cái này size 2X hết hả chị? Size 65 kg trở lại mặc vừa cả nhà ơi. Em có hai bộ. Bộ này size 65 kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 29. Nè chị có chốt là chốt bộ này nè chị Bông Bé. Bộ nào mà em đọc 63-65 kg thì chị chốt. Còn bộ nào 60 kg thì chị đừng chốt, tại chị có 1m50 hả. 60 kg chị mặc không có vừa nha. Bộ này 65 kg lên giúp em mã số 29 cả nhà. Thì em can 65 kg. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. $140.000 một bộ chị Ngọc Hân nha. Chị Ngọc Hân khách mới hả chị? Nếu chị mới mua bên em cho em cân nặng chiều cao đi chị. Mã 28 em chốt cho chị Ngọc Hân, cho em cân nặng chiều cao nha. Em sợ nhất là cái khúc mà mấy chị kiểm tra hàng á, bắt đầu là chị mặc không vừa, em ơi mặc không vừa em ơi nha. Mấy chế ơi. 28 cộng bộ đó chị. Lên giúp em bộ này mã số 29 cả nhà. 29 65 kg trở lại mặc vừa, 29. Bộ em mặc là 140.000 một bộ, hàng thiết kế nha cả nhà. Đa số là dây kéo nó sẽ nằm ở phía sau hết, giúp giùm em nha. Chốt giúp em bộ này mã số 30, size 60 kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này mã số 30 nha các chị. Chọn cái vải nó đẹp cả nhà ơi. 60 kg trở lại mặt vừa nè cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 30. Đẹp xuất sắc luôn. Em chốt cho chị Hiếu Minh Lê mã số 29. Dạ nó giãn rồi nè cả nhà. 60 kg trở lại mặt vừa nha. Lên giúp em bộ này. Chị nào thấp người tí xíu thì tầm khoảng 56-57 kg trở lại. Lên giúp em mã số 30 cả nhà. 30 rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 30 nha. Lên caro đẹp lắm. Kiểu mới nè. Chốt em. Lên giúp em bộ này mã số 31. 31 cả nhà ơi, 30 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Lên giúp em bộ này mã số 31 nha cả nhà, 31 ạ. À. 31 62 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 31.
Bà đó vải u mì xịn đó chị, đẹp lắm, dạ đẹp lắm. Lên giúp em bộ này mã số 31, 62kg trở lại mặt vừa cả nhà. Cái này nó bị xúc, cái này nè mấy chị, về mấy chị đơm lại đây giùm em cái nha. Lấy cái kim đơm lại giúp em. Nó bị giục cái chỉ thôi. 60kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 31, 32 hả chị? 31 hả? 31 nha cả nhà ơi, 31. Về cái chị lấy cái kim, cái chị đơm cái này vô giúp em cái nha. Nó bị giục cái này mấy chị, giục cái chỉ rồi. Rồi bộ này size 60kg trở lại mặt vừa. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 31 cả nhà. 31. 140.000 một bộ chị. Chốt em bộ này mã số 31 cái chị ơi, 31. Chốt em mã số 32 là sọc xanh. 32 là sọc xanh nha. Size 62, 63kg trở lại luôn. Lên giúp em bộ này mã số 32. 32 là sọc xanh cả nhà. 32 là sọc xanh. Lên giúp em bộ này mã số 33. Kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 33. 60kg trở 31 cho chị Lê Hộp ạ. Bộ này 60kg trở lại luôn cả nhà, bộ này đẹp lắm. Bộ này cái vải của nó đẹp lắm. Dạ nó giãn vậy nè cả nhà, nó giãn vậy nè. Đó. Cái chị mặc là nó sẽ giãn nha, giãn 4 chiều giúp em luôn. Quần này dạng như quần nó vậy nè nha chị. Cái lô, cái hàng thiết kế của cái hàng này là cái quần của nó ngắn vậy nè, em M58 lại mặc cả này nè. Rồi cả nhà lên giúp giùm em bộ này là mã số 33, 60kg trở lại mặc vừa. Lên giúp giùm em mã số 33, em có đọc số ký hết rồi đó chị. Chị coi giúp em bộ nào chị mặc ok ha. 62kg cao M56, 57 trở lên giúp em thì bộ nào em đọc 62, 63kg hoặc 65kg thì chị chốt. Rồi lên giúp em bộ này mã số 33 cả nhà. Rồi chốt em bộ này mã số 34. 33 em chốt cho chị Lê Hộp luôn. Đẹp cái vải quá đẹp. Sáu mươi ký trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 34 ạ. 34 giúp em cả nhà ơi, 34. Lần nào lên cái bộ thiết kế này nó cũng lâu hết trơn á cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 34 cả nhà ơi, 34 nha. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 34. Chưa chị. Đẹp quá, đẹp luôn. Bộ đó đẹp quá ha. Bộ kia là mấy chị? Rồi bộ này 60kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 35 cả nhà. Ba mươi lăm, 60kg trở lại mặt vừa luôn. Chốt em bộ này mã số 35. Trời ơi nó đẹp cả nhà ơi. 35 nha cả nhà ơi, chốt em mã số 35, đẹp lắm, 140.000 một bộ, hàng thiết kế giúp em, hàng thiết kế cao cấp nha cả nhà.
Chốt em mã số 35. 34 em chốt cho chị trân trọng. Chị trân trọng cho em lại cân nặng chiều cao chứ ơi. 34 em hết. 35 cho chị Lê Hợp. Chúc mừng chị Lê Hợp nha, cái bộ này nó đẹp dữ lắm, họa tiết nó cũng đẹp nữa. Rồi 36 là em có màu đỏ luôn, cái kiểu giống kiểu em đang mặc nè. 36 là màu đỏ. 36 là 65kg trở lại mặt dừa. Chờ, mã số 36 là 65kg trở lại mặt vừa cả nhà. Lên giúp em mã số 36. 35 em chốt cho chị Lê Hợp là em hết nha. 34 chị trân trọng lên giúp em cân nặng và chiều cao. 140.000 một bộ. 36 là lên giúp em 65kg trở lại mặt dừa. Giống như mẫu em đang mặc mà nó là họa tiết nó màu đỏ nha, màu khác. Chốt em mã số 36. Ba sáu em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. 35 em hết ạ. 36 cho chị Tuyết Nga Lê. 35. Lên giúp em bộ này mã số 37. 37 size 65kg trở lại mặt dừa cả nhà. Cái này là quần đen ha. Đi với cái này. 65kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 37. Quần có túi chứ chị. Hàng thiết kế lúc nào quần nó cũng có hai túi hai bên hết ha. Rồi 65kg trở lại mặt vừa cả nhà, chốt giúp em bộ này. Chốt em bộ này mã số 37 cả nhà. 37, 36 em hết, 35, 36 hết. Bộ em mặc 37. Bộ em mặc là mã số 37 cả nhà ơi, 37. 38. 38 em có 2 bộ size 60kg trở lại mặt dừa. 1m63 chị mặc cái quần nó ngắn đó chị chịu không chị ơi? Chị mặc cái quần nó như quần chính tất vậy đó chị chịu không ạ? Nó trên mắt cá đó. Chịu thì em chốt nha. Giãn ra nữa đó chị. Giãn nhiều lắm. Áo mặc rộng. 36 em hết rồi cả nhà ơi, em còn 37 nha. Rồi bộ em mặc là 38. Size 60kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 38. Ba tám em có 2 bộ. Dạ rồi, ok chị trân trọng. Chốt em mã số 38, đẹp quá đẹp luôn cái kiểu này nè cả nhà. Mặt nó vừa lịch sự mà nó vừa đẹp nữa. Chốt em mã số 38 nha, size 60kg. Bộ này eo tầm khoảng 80-82 trở lại là cái chị mặc ok nè. 38 em chốt cho chị Lê Hợp một bộ. Cái tím đẹp không? Cái caro, mấy cái caro này đẹp lắm mấy chị. 39. Lên giúp em bộ này mã số 39. Ủa? Tao có 38 mà chị chưa có lên 39. Chưa có 39 nha chị Quỳnh Hương ơi. Cái này là mà lên rồi em quỷ cái mã số 39 nha. Em lên mã số 40. À 38 cho chị Quỳnh Hương. Rồi bộ này lên giúp em mã số 40 cả nhà. 40. Vẫn y như cũ nha chị Lợi Tấn ơi. Giống như lô vừa gò là 140.000 chị. Trời bộ này nó đẹp cả nhà. Bộ này tầm khoảng 56kg nha cả nhà. 55-56kg đến 62kg cả nhà mặc dừa. Đến 62kg cả nhà mặc dừa. Lên giúp giùm em bộ này. Bộ này chị nào thấp thấp người mặc đi cả nhà. Cái áo nó ngắn vậy nè. Cái áo nó ngắn nên là bộ này chị nào tầm khoảng 1m55 trở lại ha. Đó, chị nào hơi thấp thấp người thì chốt. Chị nào hồi nãy mà nằm 1m50 mà chị 60kg nè chị. Chị bông bé. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi, lên giúp em mã số 39. 40 chứ 40. Cái áo nó ngắn vậy nè, chị nào 1m55 trở xuống hả chốt cả nhà, 1m57 58 như em mặc ngắn lắm. À,
chị Mai ngắn dữ vậy ta? Ngắn quá ngắn. Thiết kế riêng cho chị đẹp nào hay sao? Thiết kế cho mấy chị lưng ngắn như lưng em dài mà không có đẹp nha mấy chị. Lưng em dài lắm. Rồi chốt em bộ này mã số 41 cả nha. 41 ạ. À. 60kg trở lại mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 41. Nên là thường mấy cái hàng thiết kế này mà đưa em mặc á, đưa em mặc là mấy chị mặc đẹp hơn em nha. Tại hàng thiết kế thường cái form áo nó sẽ không có dài, nó vừa vừa không à. Nó vừa vừa là nó không hợp với cái lưng của em. Rồi chốt em bộ này mã số 31 cả nhà, 60kg trở lại mặt vừa lên giúp em mã số 31 nha cả nhà. 41 chứ lộn. Đi lùi nữa rồi đó cả nhà, 140.000 bộ chị. Rồi hàng này cái chị mua toàn là 300 mấy không đó cả nhà, 300 là rẻ đó nha. Hàng này cái chị mua ở shop 300 là giá rẻ. Nó rất là đẹp nha. Đây là hàng này mà em muốn lấy sale cho các chị cũng không có nhiều nữa. Số lượng nó chừng vài chục bộ hả mấy chị, không có nhiều đâu. Bốn mươi mốt em chốt cho chị Huỳnh Hương. Mỗi lần mà like cái mẫu này nè chị mệt lắm, em canh sai cho mấy chị mà em đuối á. Còn cái form mà dập ly á, chị Trần chốt biết sao nó có sai một và dễ canh lắm. Còn cái này hả là mấy chị á, là phải liên quan đến chiều cao, liên quan đến cân nặng mà trời ơi mẫu mặc vô đuối hàng luôn á. Em canh sai, em canh kỹ lắm, em không có canh đại. Nên là mấy chị chịu khó giùm em ha. Rồi bộ này 55-56kg trở lại mặt vừa lên giúp em mã số 42. Chị Nguyễn Hoàng Hiếu, chị lên cân nặng chiều cao của chị đi, em coi chị mặc ok không em chốt cho chị. Đừng hỏi em giải gì mấy chị ơi nha, đừng hỏi em chất liệu giải gì em không có biết đâu ạ. À. Mà hàng là em bao đẹp cho mấy chị nhìn cái chất vải là mấy chị biết rồi, còn kêu hỏi em giải gì em không có biết ạ. À. 55-56kg trở lại mặt vừa cả nhà, lên giúp em bộ này mã số 42. Chốt em mã số 42 cả nhà, 42 em chốt cho chị Lê Hợp. Không có size 68kg chị. Tại vì những cái hàng thiết kế này nó hơi kén dáng cả nhà, hơi kén dáng nha. Nên là em phải mặc từng bộ rồi em canh size kỹ cho mấy chị á. Còn hàng mà có size có này kia mấy chị quen rồi like nó rất là khỏe. Chung mấy chị chịu khó thì về mình mặc đẹp là ok, mấy chị mặc đẹp là em vui rồi. Nên thường mấy chị mà lên like mấy chị em la mấy chị đó, mấy chị đừng có giận nha, chịu khó lên cân nặng chiều cao giúp em đi về cho nó đẹp. Để mua về rồi cái lúc nhận hàng mặc không vừa ý cái nhiều khi đi đổi lại mình cũng bực mình. Rồi lên giúp em bộ này mã số 43. 42 em chốt cho chị Lê Hợp ha. Không nhớ luôn, không biết luôn nha chị Chí Hà ơi. Chị muốn biết của chị bao nhiêu hộp thì chị bao nhiêu bộ thì chị vô cái trang Messenger của chị á chị coi nha. 140.000 một bộ à. Chị Nhi Ngô 1m50 63kg thì chị lựa bộ nào mà em đọc 65kg đó chị. Bình thường chị mặc size 4 bên em thì chị chốt chị mặc vừa nha, còn nếu mà bình thường cái chị mặc đầu thun mà size số 5 thì bỏ qua cái mẫu này giùm em. Không có vừa ha. Rồi bộ này cả nhà. Bộ này 60kg trở lại mặc vừa luôn. Lên giúp giùm em bộ này mã số 43. Ở nhiêu rồi chị, phải không? 43 nha cả nhà. 60kg trở lại mặt vừa lên giúp em mã số 43. Chốt em bộ này mã số 43. Chị Nguyễn Hoàng Hiếu mua cho hả? Rồi ok chị, vậy em chốt bộ đó cho chị nha. Cái bộ mà cái áo ngắn ngắn nãy đó chị.
chốt cho chị Nguyễn Hoàng Hiếu. Mã số bao nhiêu? 4. Đúng rồi. Rồi ok chị Nguyễn Hoàng Hiếu nha, em chốt cho chị nha. Lên giúp em bộ này mã số 43 cả nhà. Chị Trần Quốc Nhàn mình nhận được hàng. Chị Trần Quốc Nhàn nhận được hàng dập ly rồi á hả chị? Nhận rồi á hả? Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. 43 em chốt cho chị Nghĩa Lê. Size 60kg mã số 43 cho chị Nghĩa Lê. Đi nhầm ha. Mới chốt hồi chiều qua là sáng nay mấy chị nhận được rồi. Rồi lên giúp em bộ này mã số 44 cả nhà. 44 em có 2 bộ, size 60kg trở lại mặt vừa luôn. 43 em hết đó chị đẹp. Cái chị qua 44 giúp em ạ, 44. 43 2 bộ hả chị? Rồi vậy là 43 em chốt cho chị Nghĩa Lê một bộ, em chốt cho chị Mỹ Dung một bộ. Chị Mỹ Dung ơi, chị 60kg, chị cao bao nhiêu vậy chị Mỹ Dung? Rồi 44. Chị Lê Hợp chốt qua 44 giúp em đi chị Lê Hợp. Cái bông của nó giống, họa tiết giống, kiểu giống, nhưng mà chỉ có cái màu nó khác thôi chị. 43 em hết rồi. 43 cho chị Mỹ Dung một bộ, chị Nghĩa Lê một bộ. 44 cả nhà ơi, 44. 60kg trở lại mặt dừa ha, chốt vải nó vậy nè. 44 em có 3 bộ. À em có size 2X nữa cả nhà. Để em coi size 2X 65kg cái chị mặc vừa. 44 em có một bộ size 2X nữa nha. Rồi bộ này 65kg cái chị mặc được nè. 65kg eo tầm khoảng 85-87 trở lại là cái chị mặc ok. Nó giãn như nè cả nhà, nó giãn nhiều lắm. Lên giúp em 44 thì cái chị 44 em có size 1X và em có size 2X cho cả nhà luôn ha. Size 1X là 60kg và size 2X là 65kg. Ok chị Mỹ Dung. Mấy cái bộ này em phải mặc nguyên bộ á chị, em phải mặc nguyên bộ á chị Quỳnh Hương. Chị Lê Hợp lấy size 40 mã số 44 size 2XL. Rồi 44 em còn size 1X cả nhà ơi. Hết rồi chị Lợi Tấn ơi, em còn size 1X à. Ống rộng tí xíu mới lên chị. Ống rộng chắc chị chờ em tí xíu nha. Em like xong cái này rồi em lên cái ống rộng cho cả nhà. 44 em còn size 1X không à cả nhà ơi. Size 60kg trở lại á. Rồi bộ này cả nhà ơi, size 62kg trở lại mặt dừa. 62kg trở lại mặt dừa lên giúp em mã số 45. Size 62kg trở lại mặt dừa. Chị Tiết Nga Lê, chị Tiết Nga Lê lấy size mấy ít? Sáu mươi hai kg trở lại mặt dừa, bộ này giúp em lên giúp em mã bộ này mã số 45. Mã số 44 size 1X em chốt cho chị Thanh Nguyễn. Ok chị Thanh Nguyễn. 44 em còn size 1X không à cả nhà ơi, cả nhà lên giúp giùm em cái size đi ạ, size 60kg trở lại. Lên giúp em cân nặng và chiều cao. Rồi chốt em bộ này cả nhà, lên giúp em mã số 45. Dạ chị Tuyết Nga lên em hết size của chị rồi. Chị Trang Linh với chị Mỹ Chi lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Dạ. Rồi chốt em bộ này mã số 45 nha cả nhà ơi. 45 em còn, em có size 62kg trở lại. Mã số 46. Em có size 60kg và size 65kg. Size 60kg và size 65kg nha cả nhà. 60kg là size 1X và size 65kg là 2X. Rồi lên giúp giùm em bộ này ạ. 62kg chị. Mã số 42 còn hư qua tường con chị còn tường. 42 em hết rồi chị. Mã số 42 em hết rồi. Lên giúp em bộ này mã số 45 cả nhà. 46 chứ lộn, em xin lỗi. 46 size 2XL em chốt cho chị Trúc Trang. Chị Trúc Trang ơi cho em 68kg mặt không có dừa.
Cho em cân nặng chiều cao đi chị. Không có size 68kg nha. Em nói rồi là mấy cái size này cái chị chốt chuẩn số ký em đọc giùm em. Lên lên tí xíu rồi em về mặt không vừa nha mấy chế ơi, mất công lắm. Chị Trúc Trang lên giúp giùm em cân nặng chiều cao chính xác của chị đi chị. Hồi nãy em thấy chị hỏi em 68kg, giờ chị chốt 65kg ok không? 65kg cao bao nhiêu ạ? Chốt cho người lớn tuổi là mình phải trừ hao số ký giúp giùm em nữa nha. Chị Quỳnh Hương 1m56 bao nhiêu ký chị? Một mét năm mươi tám chị là 65kg đúng không? 1m58 65kg chuẩn luôn đúng không? Eo 86 87 trở lại thì mặc size số 4 giúp em, size 2XL nha. Ok hé chị. Rồi mã số 46 em hết nha cả nhà. Lên giúp giùm em bộ này mã số 47 cả nhà ơi. Ủa quên, 46 em còn size 2 bộ, size 1X, size 60kg trở lại, size 1X, size 60kg trở lại mặc dừa. Mặc một hơi cũng đuối lắm đó mà mới chế nha. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em mã số 47. 47 em có size 60kg trở lại mặc dừa. Cả nhà lên giúp em bộ này mã số 47. Set sơ mi em còn, chị bông hồng không có chốt được đơn nha chị. Chị Thúy Đỗ hồng hết size của chị rồi chị. Chị Quỳnh Hương 60kg cao 1m55 là mặc dừa đó chị. 1m56 đó, eo 80 82 trở lại thì mặc dừa size số 3 giùm em nha, là size XL đó. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà ơi. 47. Em có một bộ size 60kg trở lại mặc dừa, lên giúp em bộ này mã số 47. Cho em nói đi chị. Lên giúp em mã số 47, 1X với 2X hả chị? Rồi 48, 48 em có size 60kg với size 65kg luôn. Lên giúp em 48, 48 em có size 1X và size 2X. 1X là 60kg, 2X là 65kg nha. Nhớ là cao trên 1m55 giúp em, chị nào hơi thấp người thì trừ hao cái số ký xuống giúp em nha các chị. Bốn mươi bảy em hết. 48 size 2XL cho chị Trúc Trang. 48 em hết chị Lê Hợp ơi. 48 em còn size 1X không à, size 60kg trở lại. Lên giúp em bộ này mã số 48 cả nhà. 48 em còn size 60kg trở lại ha cả nhà, chốt giúp em ạ, mã số 48. $140.000 một bộ chị. Bốn mươi chín này là bộ chín tấc nha cả nhà, bộ này là bộ chín tấc nha, cho chị nào 1m55 trở xuống cái chị mặc. Bộ này size 60kg trở lại luôn cả nhà ơi. 1m55 trở xuống 60kg là cái chị mặc ok. Chị nào hồi nãy 1m50 nè, chị bông bé nè, có chịu cái mẫu này không? Bộ này chị mặc được nè. 1m50 mà chị 60kg đó là chị mặc bộ này ok nè chị. Vừa cái chiều dài luôn đó. Rồi lên giúp em bộ này mã số 49 nha cả nhà. 49. 48 size 1X em chốt cho chị Nghĩa Lê.
Rồi chốt em bộ này cả nhà ơi. Bộ này mã số 49. Lên giúp em bộ này mã số 50. Mã số 50 cả nhà. Mã số 50 này 63 kg trở lại mặt dừa. Giải nó đẹp. 63 kg trở lại mặt dừa bộ này cả nhà, lên giúp em bộ này là mã số 50. Lên giúp giùm em mã số 50 ạ. Cái tay đó tay lõi chứ đâu phải tay dài chứ. Mặt mình săn lên. Rồi lên giúp giùm em bộ này mã số 50 cả nhà ơi. 49 em chốt cho chị Hiếu Nguyễn. Chị Hiếu Nguyễn lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị Hiếu Nguyễn. Em canh size cho chị nha. Tại cái bộ đó là nó hơi ngắn đó nha chị. 60 kg trở xuống là cho chị nào 1m55 trở xuống thôi. Mặt mới vừa cái chiều dài nó sẽ ok, nó sẽ đẹp nha. Về cái chị khỏi lên like. Lên giúp em mã số 50 cả nhà. Mã số 50 size 63 kg trở lại mặt dừa. Em mặc cái này là rộng đó. Mã số 50 63 kg trở lại mặt dừa cả nhà, chốt giúp em nha. Rồi còn một bộ này, kiểu này, kiểu này em cũng khoái nữa nè. Kiểu này rất là đẹp. Lên giúp em bộ này mã số 51 cả nhà. Mã số 51. Bộ này tầm khoảng 56-57 kg trở lại mặt dừa. Mã số 50 chị Tấn Thành mặt dừa không chị Tấn Thành? Chị mét 6 mấy chị mặt dừa không? Dừa không? Chị nào mà 1m60 mấy cái chị coi cái hình mẫu của mấy bạn mà mấy bạn mẫu mặc á. Có nghĩa là cái áo nó chỉ vừa thôi nha cả nhà, nó không có cao nha. Bộ này 56-57 kg trở lại mặt dừa cả nhà. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 51. 1m57 mà 60 kg là chị mặc cái quần như quần chính tất vậy chị Hiếu Nguyễn ơi, ok không ạ? 57 kg trở lại mặt dừa. 57 kg trở lại mặt dừa cả nhà, lên giúp em bộ này mã số 51. Chốt em mã số 51 ạ. 51 cho chị Nguyễn Thúy Quyên. 140.000 một bộ ạ. Mã số 52 cả nhà ơi, 52 rất là đẹp luôn. Bộ này tầm khoảng 55 đến 62 kg trở lại cả nhà mặt dừa. Cả nhà chốt em bộ này ha. Chị nào hơi thấp người thì 60 kg trở lại. Lên giúp em bộ này mã số 52 cả nhà. Đúng rồi, không giống chị. Chốt em mã số 52 cái chị, 52 ạ. 51 em hết cả nhà ơi. Ok, vậy em chốt cho chị Hiếu Nguyễn nha. Chị Hiếu Nguyễn mã số 49. Coi ở trong phải ký ốt cho chị Hiếu Nguyễn không? Bỏ hai cái bill đó vô em chị. Bỏ hai bill đó vô đi chị đi. Chốt em bộ này mã số 53 cả nhà. 52 cho chị Molly. Chốt em mã số 53. 60 kg trở lại mặt dừa các chị. Chốt em mã số 53. 60 kg trở lại cả nhà, chốt em bộ này nha, mã số 53. Cái kiểu nó giống như mã số 51 vậy đó mà cái sọc của nó khác thôi cả nhà. 60 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 53. Năm mươi hai em hết.
Chị Hồ Nhi lấy qua mã số 53 đi chị Hồ Nhi. Ủa cái bộ này em lên rồi đúng không? Bộ này nãy lên rồi nè. Nằm nè. Bán hàng là phải giấu lại cho nó hàng đẹp là giấu lại. Ba ký trở lại mặt dừa. Bộ em đang mặc, em có hai bộ. Bộ em đang mặc là tầm khoảng 56 ký đến 63 ký mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 54. 53 em chốt cho chị Ngân Hà Nguyễn Thị. Trời ơi. Gớt cái miếng lót. Đạp lên. Chốt em mã số 54 cái chị ơi, 53 hết rồi chị Hồ Nhi ơi, chị Hồ Nhi chốt sau rồi. Chốt em mã số 54 cả nhà, 54. 63 kg trở lại mặt dừa, cái chị đẹp chốt em nha, mã số 54. Ok được các chị Lê Hợp. 54 em chốt cho chị Lê Hợp một bộ, cho chị Trân Trọng một bộ. Bộ này nó 3XL rồi. Ác trời hại. Năm mươi bốn em hết cả nhà ơi, cả nhà lên giúp em mã số 55 nha. Sáu mươi lăm ký trở lại mặt dừa size 3XL nè cả nhà. 65 kg trở lại, lên giúp em mã số 55. 55 65 kg trở lại mặt dừa cả nhà ơi. Em có hai bộ. Hai bộ màu nó khác cả nhà ơi, màu nó hơi khác tí xíu nha. Cái màu vàng vàng, cái màu cam cam á, nhưng mà em vô cùng mã số cho các chị luôn. Lên giúp em mã số 55, 55 cho chị Trúc Trang, 140.000 một bộ nha chị Su Su Nguyễn ơi. Mét 48 57 ký hả chị? Mét 48 57 ký thì mặc size 6 mấy ký hả chị? Nha, size 6 2 6 3 ký nha chị Thành Võ. Tại vì em không có canh size, thường mấy chị mà mét 48 em không biết là tròn người dữ không, cái chị coi thử coi là mặc có ok thôi ha. Coi cái bụng có nhiều không? Rồi lên giúp giùm em bộ này cả nha. 65 ký trở lại mặc vừa, chốt em bộ này mã số 55. 55 em chốt cho chị Hồ Nhi một bộ. Rồi em hết. 55 em chốt cho chị Hồ Nhi một bộ là em hết mã số 55. Còn nào size lớn nữa không chị? Đây còn bộ này. Lên giúp em bộ này mã số 56. Bộ này kiểu đẹp quá chừng. 65 kg trở lại mặt dừa luôn các chị đẹp nhà em. Lên giúp em mã số 56. Chốt em mã số 56 nha, 65 kg trở lại mặt dừa. Em còn có vài bộ nữa em hết rồi. Rồi em lên đồ thun cho cả nhà nha, lên rộng lỡ với rộng dài nha các chị. Các chị chờ mòn mỏi luôn, mấy chị đi ngủ luôn rồi. Like cái này là thường nó vậy đó cả nhà, nó mất thời gian vậy đó. Lên giúp em bộ này mã số 56. 65 kg trở lại mặt dừa. 56 em chốt cho chị Trúc Trang. Chị Trúc Trang khách mới hả chị? Mới mua bên em lần đầu tiên hả? Mới mua lần đầu tiên chị mua 1-2 bộ thử đi chế. Coi về cái form chế mặt ok không nha. Em cũng chưa biết tạng người của chị làm sao đó, nên là em canh size cho chị ở... Em canh size cho chị dựa vào cân nặng chiều cao thôi nha. À, cái tạng người của chị em không biết là mặc ok không. Nên có gì thì chị coi giúp em coi mấy cái bộ này chị mặc ok không nha. Rồi,
Lên giúp em bộ này nha cả nhà, size 60kg trở lại mặc vừa, đẹp quá chừng đẹp cái caro này luôn này. Lên giúp em mã số 57, em có 2 bộ. 57 em có 2 bộ nha cả nhà. Size 60kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 57. Dạ rồi, ok chị Trúc Trang. Chờ đuối quá. Em cũng đuối luôn á chứ. Mỗi lần mà em lên cái mẫu gì mà nó hơi khác khác một tí xíu so với những cái mẫu mà em thường like cho mấy chị là em canh sai một, em nói một hơi là em cũng đuối luôn. Căng cái não ra. Căng ra để mà tư vấn cho mấy chị á, tại vì một loạt chị luôn. Rồi 57 em có 2 bộ. Năm mươi bảy em chốt cho chị Hiển Nguyễn hả? Chị Hiển Nguyễn khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em. 57 em chốt cho chị Liễu Kim một bộ. Bộ em đang mặc là 60kg, cao 1m55, 56 trở lên nha cả nhà. Còn chị nào hơi thấp người thì 57, 58kg trở lại thôi nha. Mấy bộ này chị, cái mấy cái bộ họa tiết này hình như là chị Nguyễn Hồng không có, mà là của chị là có hàng màu không à chứ ơi. Hàng màu phối beo được không? Giống như mấy bộ đợt trước vậy đó. Cái đó nó có mấy bộ ta, mẫu đó em kêu nó đừng có gửi về cho em mà bà cũng gửi về nữa. Chiều em trả về. Chị Thành Võ ơi, chị xã thì chị nói với mấy bạn chốt đơn xã giùm em nha, chốt kỹ giùm em nha chứ ơi. Cái mã số 24 nãy giờ chế xã sớm muộn, chế không xã gần hết cái like của em, cái chế xã đi biết đường đâu mà rút. Các chị coi kỹ giúp giùm em đi rồi chốt nha cả nhà ơi. Còn xã là xã liền trên cái đó giúp em luôn, để em chốt cho khách khác nha. Sai số là em đã đọc kỹ cho mấy chị hết trơn rồi, mua kỹ giúp giùm em đi mấy chị. Cái size của mình chứ không lẽ mình không biết mấy chị, mình mặc thường cái size nào nhìn là biết, em nói số ký là mấy chị biết rồi. Còn đừng có đi mua giùm giúp em nha, mua giùm em không có bán nha mấy chị. Không có nhớ chị Ngọc Hân ơi, bây giờ hỏi em mã số 57 với 28 có giống nhau không, chắc em xỉu quá chứ. 57 ký ok chị Hiển Nguyễn. Rồi mã số 57 em chốt cho chị Hiển Nguyễn một bộ, với lại là chị Liễu Kim một bộ là em hết nha. Size số em đã đọc rất là kỹ rồi mấy chị. Mấy chị còn cái mẫu nào mà phân vân thì thôi mấy chị đừng có chốt nha. Chốt xả ra xả vô. Hàng em like á, mỗi lần mà like cái mẫu này hả là em đuối dữ lắm. Em phải mặc vô từng bộ cho cái chị coi rồi căng cái não ra mà canh size cho mấy chế nhà mình á. Nên là chốt kỹ giùm em nha. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Size 65kg nè, bộ này 60 đến 65kg mặc nha cả nhà. Bộ này 60 đến 65kg em có một bộ một hà, lên giúp em mã số 57 đi các chị. Ủa 58 chứ lộn. 58 đi cả nhà, 60 đến 65kg mặc bộ này giúp em nha. 60 đến 65kg. Đẹp lắm các chị. Lên giúp em mã số 58, em có một bộ. Kiếm ra không chị? Chị Thành Võ đó, chị có sắp, chị có thấy chị bỏ ra giùm em luôn. Năm mươi tám em chốt cho chị Bông Bé. Chị Bông Bé mặc cái áo đó bị dài đó nha chị, 1m50 mặc cái áo đó bị dài đó nha. Em dơ cái phơm đồ lên là cái chị nhìn là cái chị biết rồi đó. Cái chốt không chốt thì em lấy cho, chứ chị 1m50 là chị mặc nó bị dài đó.
20 mấy á chị. Cái chị hỏi mã đồ hay là chị hỏi cái mã số của chị? Em 1m58 là em mặc nó đã dài như vậy rồi nè. Chị 1m50 là chị mặc nó dài hơn nữa đó. Rồi bộ này cả nhà ơi 65kg trở lại luôn. Lên giúp em bộ này mã số 50 59 thôi em. 59 cho cô Báo Ngô. Bộ này giống cái bộ nãy thôi đó. Bộ này người ta bán 260.000 á các chị. Bộ này 260. Bộ này 60kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 5, mã số 60. Mã số 60 cả nhà 140.000 bộ chị. Chốt em mã số 60 cả nhà. 60kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 60 nha. Giống cái kiểu em mới vừa cởi ra đó. Chốt em mã số 60. Về cái chị thích mặc nguyên bộ thì cái chị mặc không, cái chị mặc với quần đè, quần thiết kế mà quần ống đứng đen của mình á, chị mặc cũng được nữa cái này nè. Cái mấy cái áo này các chị có thể kết hợp với quần đen vẫn ok ha. Đẹp chị Chính ơi, quá đẹp luôn. Nhìn đẹp mà nhìn gọn lắm. Năm chín em hết rồi, lên giúp em mã số 60 đi cả nhà. Em không có đọc tên là không có đó chị. 60kg trở lại mặt dừa cả nhà ơi, lên giúp em bộ này là mã số 61. 60 cho chị 60 cho chị Hoàng Ngô. Chị Hằng Minh chốt sao rồi, chị Hằng Minh lên cân nặng chiều cao giúp em chị Hằng Minh. Chưa biết. Chị Hằng Minh lên giúp em cân nặng chiều cao chị. Chị Hoàng Ngô, chị Hoàng Ngô vừa thôi chị Hoàng Ngô ơi. Cái đó là 60 kg nha, cao 1m50, cao 1m55 56 trở lên giúp em. Sắp hết cái thùng giấy in nữa rồi. Chứ còn mấy cục nữa là hết à. Nên mới mua. Để vài bữa không có xài. Hết hoài. Bọc hết, giấy hết. 61 em chốt cho chị Lê Chậm. Ai chị? Không vừa chị Thúy Đỗ. Eo 86 là tương đương với size 4 mà không có vừa nha chị. Chị Hoàng Ngô lên giúp em cân nặng chiều cao chị Hoàng Ngô ơi. Bộ đó là một bộ đó là chị Hoàng Ngô mặc hơi thoải mái tí xíu nha, mặc cái áo hơi thoải mái nha chị Hoàng Ngô ơi. Chị Hoàng Ngô ok không? Còn nếu không thì em chốt cho chị Hằng Minh, chị Hằng Minh mặc sẽ ok vừa đó. Còn cái đó là cái áo chị mặc nó sẽ hơi rộng, nếu mà chị 57kg. Yeah. 61 cho chị Hiển Nguyễn nè. Chị bấm đi. Ủa, đâu chị Lê Chậm chứ. Chị Lê Chậm ơi, chị Lê Chậm 60kg cao bao nhiêu vậy chị? Sao cái bộ của chị ngày hôm qua em thấy là nó chị chốt tới size số 6, lần cái này chị mua cho chị hay chị mua cho ai ạ?
bỏ cái bìu đó đi. Bỏ cái bìu đi. Lên giúp em bộ này mã số 62 cả nhà. 65kg giờ em hết rồi chị. Có nhưng mà giờ hết trơn rồi. Giờ còn size 60kg không à. Lên giúp em bộ này mã số 62 cả nhà. Em còn được có 2-3 mẫu nữa em hết rồi. Rồi lên bộ này nữa xong em ớt cái mẫu này nha cả nhà. Em qua mẫu khác nha. Ok. Vậy là chị Hòa Ngô không có lấy nha. Em lấy qua cho chị Hằng Minh nha. Chị Hằng Minh ơi, em chốt cho chị mã số 60 nha. Chốt cho chị Hằng Minh. Dạ hết trơn rồi chị Bông Bé ơi. Cái đó em không có bán lại nữa chứ. Sáu mươi cho chị chưa, hồi nãy chốt rồi là của chị gì đó, chị Hoàng Ngô. Chị Hoàng Ngô không lấy, xả ra cho chị Hằng Minh chị. Sáu mươi ký trở lại mặt giường, cái mẫu em mới vừa chốt xong đó, 60 á chị. Đúng rồi, đúng rồi, bộ đó đó. Lên giúp em bộ này mã số 62 cả nhà nha. 62 em có 2 bộ à. Size 60kg trở lại mặt dừa cả nhà, lên giúp em mã số 62. Cổ vest rất là đẹp luôn. 62 size 60kg trở lại. Rồi em kết thúc cái mẫu thiết kế ở đây nha cả nhà. Em qua cho cả nhà đầu thun nha. Để mấy chị nhà em chờ la em quá. Mấy ngày rồi không có lên đầu thun cho mấy chị. Đứng hơi nó ê cái gót chân hết trơn luôn á. Mã số 61 chị. Sáu mươi hai em chốt cho chị Hồ Nhi một bộ, cho chị Lê Linh một bộ. Rồi em qua mẫu khác cho cả nhà nha. Qua quần dạ, qua quần ống rộng nha cả nhà. Trời, cái bộ quần ống rộng chị đẹp hôm qua bà chị đó bà mua mà bà nói cái đáy mà kéo tới vú là bộ ống rộng này nè chị. Em không hiểu bà sao mà bà kéo tới vú được, cũng hay á. Thiệt á, cái vú chắc thòng dữ lắm. Có chị nào mà mặc cái quần ống rộng ở bên em, quần ống rộng lỡ mà kéo cái đáy lên tới vú không mấy chế? Qua có bà chị kia kìa, bà mua hàng bên em á. Trời ơi là trời. Nói mà mua quần giả váy á, thì nói là cái đáy nó dài á, thì em đồng ý. Tại vì cái form đó nó phải may đáy dài. Còn cái quần ống rộng á, quần ống rộng này mà kéo cái đáy lên tới vú em không biết là chỉ mặc như thế nào luôn á. Không biết chị có đang coi like của em đây không nữa. Mã số 21 hả? Chị Đẹp coi mẹ mã số 21 còn không chị Đẹp? Rồi có chị Đẹp nào mà mặc cái này mà kéo lên tế vú không? Trời ơi bà nói mà em thấy em tức á mấy chị nè. À, không biết kéo chắc kéo mà mặc quần chắc bà kéo dày quá. Hết 21 rồi chứ. À, trời nói chuyện mà nghe muốn nổi điên vậy đó mấy chị. Tại vì cái chị đó chỉ nói chuyện á, là cũng vô duyên từ xưa tới giờ, từ năm ngoái tới năm nay. Hồi năm rồi mua hàng ở bên em là bơm em hết một lần rồi. Một đơn á, thì bơm hàng không chịu nhận. Còn cái đơn mới á, thì không chịu gọi cái gì, kêu xả đi, không chốt. Là thấy là rồi á, là em nót vô cái t-bot của em, cái nick cũ á, là em để là khách nói hàng nói chuyện vô duyên lắm. Năm nay bả quay lại bả mua của em bằng một cái nick mới. Xong bả nhận hàng xong bả nói câu vậy đó. Xong bả chặn Facebook em luôn rồi mấy chị. Tức ghê là tức. Đó nên là chị nào mà không có mặc quần đen quen cái đáy nó dài á, thì cái chị bỏ qua giùm em nha.
Tại vì á, quần là em không thể nào mà em may cái đáy ngắn cho cái chị được. Tại vì cái đáy ngắn mà cái áo nó ngắn nữa. Những chị mà lớn tuổi trung niên á, có cái bụng á, cái chị mặc á, nó sẽ hách cái đáy lên và nó sẽ lộ cái vùng tam giác vàng của mình ra ha. Nó sẽ rất là xấu, nó ra cái mặt tiền nó rất là xấu luôn. Nên là quần ống rộng, quần giả váy và với lại là quần quần gì ta, quần ống rộng, quần giả váy là em may thường cái đáy nó sẽ dài hơn cái đáy bình thường một tí xíu nha các chị nha. Còn chị nào thích đáy ngắn á, thì về sửa, đừng có lên cái line này, đừng có lên cái line quần mà lên như chỗ cái lưng quần nè, cắt nó lên nha, lận nó lên, may thêm một đường nữa là cái đáy của mình tự động nó sẽ ngắn lên nếu mà các chị thích nha. Còn em không có bụng hoặc là những chị mà không có bụng á, mặc size 2 đâu á, thì không có bụng nhiều thì nó không nói đi. Nhưng mà từ những chị size 3, size 4 trở lên, những cô lớn lớn tuổi tí xíu là phải mặc cái đáy nó dài, nó trừ hao cái bụng kéo ra nữa. Ok ha mấy chị. Bà không có lùn chị, bà cao 1m65. Bởi vậy em mới tức đó, em 1m58 em mặc cỡ này nè. Bà 1m65 mà bà kéo sao mà em không biết, mà bà kéo, nó bà kéo tới vú em không hiểu nè. Em mới bực nữa nè, em hỏi mấy chị coi có chị nào mặc mà kéo không. Có chị nào kéo tới đó không, để lần sau em nói chị Tư em cắt cái đáy ngắn lên. Rồi đất ơi, chị mình tám. Em nói nếu mà chị thấp người em cũng nghĩ là chị lùn nên là chị mặc cái đáy nó hơi dài. À, không phải, bên đó bà cao tới 1m65 lận chị. Em có 1m58 em mặc cái này nè. Ủa thiệt chứ. Chị dặn mấy bạn chốt đơn giúp giùm em nha chị Quỳnh Hương ơi. Em vừa tức mà em vừa mắc cười mấy chị. Tại vì bà nói chuyện nó gì kỳ lắm, nó ngộ lắm. Lên kể chuyện vui cho mấy chị nghe, chị Nguyễn Bạch lâu lâu gặp những cái khách hàng như vậy đó, những cái khách hàng mà nó ngộ nghĩnh vậy đó chị. Rồi ok, bộ em đang mặc là 115.000 một bộ nha cả nhà, quần ống rộng nha, cái này là quần ống rộng lỡ. Quần ống rộng lỡ em phối ren cho cả nhà nha. Ren tay, ren cổ và ren này nha. Ok, cái chị đẹp nhà em ha. À, nó nói sao vậy? Thiệt luôn á. Nếu mà thấp người thì nói dài là em tin nha. Nhưng mà 1m65 mà nói là cái đá dài thì em cũng không biết sao luôn. Rồi, bộ này em đang mặc lên giúp giùm em là mã họa tiết. Các chị lên giúp em bộ này là mã đẹp. Mã đẹp cả nhà, mã đẹp. 115.000 một bộ chị. Lên giúp giùm em bộ này là mã đẹp nha các chị. Em có từ size 2 đến size 6 nha. Chốt giúp giùm em bộ này là mã bông hồng. Chốt em bộ này là bông hồng cả nha. Chị lùn. Chị Nguyễn Bạch. Chị Nguyễn Bạch chiêu em hoài. Chị Nguyễn Bạch ơi, về mà có lên like á chị, đừng có lên like cái ống nha. Đừng có lên like dưới cái ống, lên like cái lưng quần á, chị dặn thợ á. Tháo cái thun này ra, lên cái lưng quần cao lên là cái đáy nó sẽ lên, nó giật lên cho mình. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, lên giúp em bộ này là bộ bông đỏ. Chốt em bộ này là bộ bông đỏ cả nhà, bộ bông đỏ. Nói trên trời dưới đất. Dạ mới, chị Nhung Lê, cái này mới. Bộ em đang mặc là mã họa tiết. Chị Linh Mỹ, bộ em đang cầm là bộ nào nó có mã số á chị, lên mã số giúp em đi. Mã đẹp size số 4 còn không chị đẹp? Thảy cái này xuống cho em đi chị, thảy cái ren xuống cho em đi. Dạ. Đẹp size số 4. Ủa đâu có mã đẹp. Nhưng mà không có mã đẹp chứ ơi. Đâu nãy giờ đâu có mã đẹp đâu chị Linh Mỹ. Em có lên mã đẹp hả mấy chị? Bông hồng. Trời ơi, bông hồng size số 4 cho chị Linh Mỹ. Nó size 4 đúng không? Rồi, ok. Rồi, rút cho chị bộ bông hồng. Bông hồng là cái này nè. Bộ này. Size 4 đúng không? Bộ đó size mấy? À. Chị Hà Bích. Mã đẹp size số 6.
Ủa em lên bộ nào mã đẹp vậy? À đúng rồi, có mã đẹp chứ ơi. Em bị tầm bậy. Mã đẹp em hết size số 4, chị Linh Mỹ. Chị đẹp còn 4 không? Của chị Linh Mỹ đó đúng không? Bé em cầm cái đó của ai vậy? Rồi ok, chị Linh Mỹ có 2 bộ nha. Mã đẹp size số 4 và mã bông hồng size số 4. Ok chị Linh Mỹ. Họa tiết chị Hà Bích lên giúp em cân nặng và chiều cao. Mã đẹp size số 6 còn không chứ? Còn đúng không? Như em nhớ còn bộ á. Đó, bộ đó đó, bộ đó đúng rồi đó chị. Rồi đẹp 6 em chốt cho chị Băng Duyên. Ok chị Băng Duyên. Họa tiết size số 4. Bộ chị mặc size số 4 còn không ạ? Ok, em chốt cho chị Tấn Thành. Quần giả váy lỏ chưa có hàng chị Tân Kỳ ơi. Dạ chị Nhung Lê. Họa tiết size số 6. Họa tiết size số 6 hết. Chế đẹp ơi. 6 là ngay chỗ chị. Họa tiết size số 6 em hết rồi chị Băng Duyên. Chị Hà Bích 1m50, 55kg eo 86 là size số 4. Size số 4 cho chị Hà Bích. Chị Hà Bích hồi nãy là chốt bộ mã hoa. Mã hoa. Mã hoa là mã nào? Cái đó là bông hồng. Họa tiết. Họa tiết size số 4 còn chị. Họa tiết size số 4 em chốt cho chị Hà Bích. Eo 86 là mặc tới size số 4 lần á nha chị Hà Bích ơi. Chị Hà Bích lớn tuổi hả? Nếu như mà 1m50, 1m50 mà 55kg á, là thường á, là em sẽ canh cho mình là size số 3. Còn nếu như mà chị lớn tuổi, chị tầm khoảng U70, U6 mấy, U70 trở lên á, em sẽ lên cho chị size số 4 nếu mà eo chị 86 nha chị. Quần giả váy dài em còn nha chị đẹp. Đây bộ này là mã đẹp, bộ đó bộ bông đỏ chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã kẻ đi cả nhà, mã kẻ. Chốt em mã kẻ nha các chị đẹp. Chút xíu em lên ống rộng dài cho cả nhà luôn nha. Em đang lên rộng lỡ 115.000 một bộ. Bộ này em có từ size 2 đến size 6, size 47, 48kg đến 75, 76kg cả nhà mặc vừa. Mã em đang mặc là mã họa tiết đó chị Băng Duyên mà em hết size của chị rồi. Chốt em bộ này bộ kẻ đỏ đi các chị, kẻ đỏ. Chốt em bộ này bộ bông nâu ạ. Chốt em mã bông nâu cả nhà, bông nâu rất là đẹp luôn. 115.000 một bộ chị Đặng Lý ơi. Chị, họa tiết còn size 3 không chị? Em đổi lại cho chị của chị Hà Bích á, từ size số 3. Nếu như mà eo của chị 86 là chị phải mặc size số 4 nha. Còn nếu như mà cân nặng chiều cao của chị thì em chốt cho chị size số 3. Nên là chị chốt kỹ giúp em, chị tròn người không? Tròn người lớn tuổi thì lên size 4 giúp em nếu mà eo 86 nha chị Hà Bích nha. Để hơi size 3 chị mặc không có vừa nha chứ đẹp. Nghe kỹ em tư vấn nha, 115.000 một bộ cả nhà. Line này mấy giờ chốt hả chị? Line này tầm khoảng 3 giờ, 3 giờ 3 rưỡi em chốt. Rồi chốt giúp em bộ này là bộ bông nâu nha các chị, bộ bông nâu. Chị lớn tuổi là chị phải lên size chị mặc mới vừa, tại mình lớn tuổi là mình có bụng nhiều, thứ hai nữa là thịt của mình nó sổ nha. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà ơi, mã lá giúp em ạ. Chốt em mã lá. Mã lá, mã lá. Bông nâu size số 3 em hết rồi. Bông nâu bây giờ em còn size 2 với size 6 hả các chị? 4 hả chị? Còn được 4. Size 3 hết nha chị Lê Chậm. Bông nâu size số 4 cho chị Linh Mỹ nè. Ok chị Linh Mỹ. Cao 1m6 nặng 49kg là mặc size số 1 nha chị. Eo 70 trở lại là 70, 72 trở lại là bình thường mặc size số 1. Nhưng mà mẫu này em không có size số 1. Mẫu này bắt đầu từ size 2 trở lên. Size 2 thì chị mặc vừa chứ nó không có ôm nha. Rồi chốt giúp em bộ này cả nhà, xanh ngọc. Bông nâu size số 4 em hết chị Tấn Thành ơi. Có bộ 1 hả? Chốt em bộ này là xanh ngọc cả nhà, xanh ngọc. Bông nâu size số 4 em hết à.
Chị bận size 3 đi em. Chị bận vừa. Ok, chị bận vừa ha. Size 3 là eo tầm khoảng 80 82 trở lại thôi nha chị. Rồi lên giúp em bộ này, bộ xanh ngọc nha các chị. Giải mắt lạnh luôn các chị. Giải mắt lạnh luôn. Họa tiết size số 3 hết chị Đặng Lý ơi. Size 3 là em còn được mã xanh ngọc nè. Bông đỏ nè, mã lá với mã kẻ đỏ hả? Chốt em bộ này là mã xanh ngọc ạ. Chốt em mã xanh ngọc. Họa tiết em còn size 4 nha, em hết size 3. Xanh ngọc size số 5 cho chị Nguyễn Bạch. Ok chị Nguyễn Bạch. Rồi lên giúp em bộ này mã lá cả nha. Tự nhiên mặc bộ này kem nhớ cái bà chị quay mắc cười. Ngộ nghĩnh. Lên giúp em bộ này là mã lá cả nha. Chỗ em mã lá nha các chị, mã lá. Lá kèm size giúp em nha các chị, lá kèm size giúp em ạ. Bộ lá này đẹp nè cả nhà, bộ lá này họa tiết ở ngoài đẹp lắm. Em là 1m58 nha cả nhà ơi, em 48 kg nha. Em mặc đó là size số 1, là bình thường em mặc size 1 thôi, còn size 2 là em mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu nha. Cái form này nó cũng gọn chứ nó không có rộng à. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông nâu. Bông nâu này em còn được size 2 với size 6 à. Của chị Linh Mỹ xả cái bộ xả cái bộ mã bông hồng ra đi bé bé Tường. Lá 5 em chốt cho chị Nguyễn Bạch, lá 5 còn chị. Size 5 là cọc nào vậy chị đi? Ok, lá 5 em chốt cho chị Nguyễn Bạch ạ. À. Xanh ngọc size số 2, lá 2 cho chị Nhung Lê. 2 hả chị? Bộ này 2 hả? Rồi ngọc 2, lá 2 em chốt. À, lá em hết size 2 rồi chị Nhung Lê, lá em còn từ size 3 trở lên. Em chốt cho chị Nhung Lê là ngọc 2 ha, lá 2 em hết rồi. Chốt em bộ bông nâu đi cả nhà. Rồi chị Linh Mỹ em xả cái bộ bông hồng của chị Linh Mỹ ra nha. Chốt em bộ này là bộ bông nâu các chị. Bông nâu em còn được size số 2 với lại là hình như nãy size 6 hay sao á. 2 với 6 nha cả nhà. Chốt em bộ này là mã kẻ đỏ các chị. Kẻ đỏ. Chốt em mã kẻ đỏ, lá 3 cho chị Nhung Lê. Chốt em mã kẻ đỏ các chị. Trời cô, nãy giờ bà gọi cho em quá trời. Kẻ đỏ size số 4 em hết. Chị Tấn Thành ơi, kẻ đỏ size 4 em hết rồi. Kẻ đỏ em còn được size 2 với lại là size 3. Ủa, kẻ đỏ 4 còn kìa. Ủa sao sáng em kiếm không có ta? Này, ở sao này size 4 nè. Kẻ đỏ size 4 em hết rồi, kẻ đỏ em còn được 2 5 6 chị. 2 3 5 6. Rồi bộ này lên giúp em mã đẹp nha. Đẹp hình như là em còn được size số 2 không à cả nhà. Mã đẹp em còn được duy nhất size số 2. Chốt em bộ này là mã đẹp à. Đẹp em còn duy nhất size số 2.
đẹp với họa tiết size số 2 em chốt cho chị Đào Phan. Ok chị Đào Phan. 115.000 một bộ nha cả nhà. Bộ này là ống rộng lỡ giúp em nha. Ống rộng lỡ phó ren. Rồi chốt em bộ này bộ bông đỏ ạ. Dạ. Chốt em bộ này bộ bông đỏ cả nhà ơi, bông đỏ. Chốt em mã bông đỏ à, bông đỏ cả nhà. Chị muốn chốt bộ nào chị Ngọc Hương? Chị muốn chốt bộ nào chị cứ lên mã đi, còn em là em lên theo bông nha chị ơi. Còn chị muốn chốt size 5 bông nào thì chị cứ lên mã đồ đi, cần thì em chốt, còn không cần thì em báo nha. Bông đỏ size số 4. Em chốt cho chị Tấn Thành. Ok chị Tấn Thành. Rồi, bộ em mặc là mã bông hồng cả nhà. Lên giúp giùm em mã bông hồng rất là đẹp luôn quý chị. Chốt em mã bông hồng ạ, bông hồng. Rồi em lên rộng dài cho cả nhà luôn ha. Rộng dài là 130.000 một bộ nha cả nhà. Rộng dài là em sẽ có từ size 1 đến size 6. Bông hồng size số 4 em chốt cho chị Tấn Thành luôn. Chị Xuân Thu Nguyễn ơi, chị Xuân Thu Nguyễn cho em chiều cao đi chị. Cho em chiều cao chứ. Size số 5 là eo tầm khoảng 90-92 trở lại mình mặc vừa nha chế đẹp. Bông hồng chị Đương Lê lên giúp em cân nặng chiều cao luôn chị Đương Lê ơi. Lên lại giúp em cân nặng chiều cao của chị nha. Số điện thoại của chị em có rồi. Chị Huệ Trương cho em cân nặng chiều cao luôn. Hồng 5 của chị Xuân Thu em nhấn mail chưa ta? Chưa đúng không? Chị Xuân Thu size số 5 70kg là eo tầm khoảng 92 trở lại là chị mặc vừa đó. Ok, mét 57 em lấy chị size 5 ha. Dạ không có size 80kg chứ ơi. 80kg chị mua hàng màu giúp em đi. Mấy cái bộ mà hàng màu mà thun lai dông á. Là mấy bộ đó size 80kg là size số 6 chị mặc được á. Còn mấy cái hàng bông này nó size 80kg mặc không vừa. Rồi em lên cho các chị ống rộng nha cả nhà ơi. Cái này là ống rộng dài giúp em nha. 130.000 bộ. Chốt em bộ này cả nhà. Bộ này lên giúp em bộ đỏ nâu. Chốt em mã đỏ nâu ạ. Bông hồng size số 4 của chị Tấn Phát. Có rồi đúng không? Có chưa Tuần? Rồi cho chị bông hồng. Không không. Cái bông hồng, cái bông đỏ. Có rồi đúng không em? Tấn Thành đúng rồi, không phải chị Tấn Phát em lộn á, chị Tấn Thành á. Chị Huệ Trương với chị Đương Lê lên giúp em bông hồng kèm theo cái size giùm em nha chị, cân nặng chiều cao giúp em nha. Rồi em đang mặc cho cả nhà là cái này là rộng dài nha cả nhà, rộng dài 130. Bộ này em có từ size số 1 đến size số 6. Cái size nó cũng tương đương với bộ ống rộng lỡ nha. Size số 1 là 50kg trở lại, size 2 là 55kg, size 3 60, size 4 65, size số 5 là 70 và size số 6 là 75kg mặc vừa. Bộ em đang mặc cái chị đẹp lên giúp giùm em là mã đỏ nâu. Chốt em bộ này là bộ bông vàng cả nhà. Chốt em bộ bông vàng. Đai đen, cái gì chế? Cái gì mà đai đen chế? Chế lên tới đai đen rồi hả? 115.000 một bộ. Chị cho em cân nặng và chiều cao. Đỏ nâu size số 5 em chốt cho chị Ngọc Hương. Đỏ nâu size 6 cho chị Nguyễn Tấn. Đỏ nâu size 4 cho chị Tấn Thành. Đây chế ơi, bên này. Đỏ nâu size 6. Đỏ nâu size 5.
Cỡ nào C4. Rồi chốt em bộ này là bộ bông vàng. Bông vàng size số 4, em chốt cho chị Tấn Thành. Đây là 120. 130 chị. Ủa size C3 không vậy? Chị Huệ Trương 78, 1m65 mà 78kg hả chị? Eo của chị tầm khoảng bao nhiêu chị Huệ Trương ơi? Chị mặc size số 6 bên em nha. Chị Huệ Trương một bộ bông hồng size số 6 bé Tường. Cái là bộ rộng lỡ nãy em. Bông hồng size 3 cho chị Đương Lê luôn. Đỏ nâu xe số 5 em chốt cho chị Xuân Thu Nguyễn. Còn không chị? Đỏ nâu xe 5 còn không? Đó xe 6 hay xe 5? Rồi đỏ nâu xe số 5. Không, bộ bông hồng là bộ này nè bé. Bộ đó bộ bông đỏ. Đỏ nâu xe số 5 em chốt cho chị Xuân Thu Nguyễn. Bộ em đang mặc là giá 130.000. Dạ. Chị Huệ Trương chốt cái bộ bông hồng size số 6 á chị. Bông hồng size số 6 chị đưa cho bé, đưa em ra mẫu luôn. Cái này em ghi số 6 vô. Không, cái đó rồi của chị Đương Lê là size 3. Em ghi số 3 vô, có nghĩa là kèm theo cái size á. 63kg mặc size số 4, chị Tám Nguyễn. Bộ em đang mặc đỏ nâu là size đỏ nâu là 130.000 cả nhà. Rồi lên giúp em bộ bông vàng. Nó là rộng dài giúp em nha. Chất nó là chất thun nha cả nhà, nó có co giãn giúp em nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ bông vàng cả nhà, bông vàng. Nè chị, mấy bộ lẻ lẻ chị sắp size ra giùm em luôn. Bộ này cả nhà lên giúp giùm em là hồng nhạt. Cái bộ hồng nhạt này cả nhà mặc lên rất là đẹp luôn nè. Chị nào thích màu sáng tí xíu lấy bộ này đi, bộ này mặc lên rất là trẻ nha. Chốt em bộ này là bộ hồng nhạt cả nhà, chốt em hồng nhạt. Chốt em bộ này là bộ nhí đỏ ạ. Chốt em mã nhí đỏ cả nhà ơi, nhí đỏ. Chốt em nhí đỏ nha, nhí đỏ. Chị nào mua đen thì mặc cái này nha, bộ sọc. Lên giúp em mã này là mã sọc, sọc ngũ sắc nè. Lên giúp giùm em là mã sọc ạ. Bộ em mặc không có ống nhỏ, bộ em mặc là ống rộng nha cả nhà. Bông hồng C3 hết hả em? Đâu cái cọc C3 nè, em đang kiếm xe máy. Rồi vậy là hết. Chị Đương Lê ơi, bông hồng size số 3 em hết nha chị Đương Lê. Lùi lùi rồi. Ngồi đè chị đẹp luôn. Chị Đương Lê ơi, size số 3 em hết rồi. Chị 60kg, chị cao bao nhiêu ạ? Chị cho em cái chiều cao đi chế để em biết em lấy size nha. Em còn size 4 chứ size 3 em hết rồi. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ mã này là mã hoa cả nhà ơi. Chốt em mã này là mã hoa nha, mã hoa. Sọc size số 4 em chốt cho chị Tấn Thành. Ok, sọc 4 cho chị Tấn Thành. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã lạ. Rồi cái vải nó mát. Chốt em mã lạ nha các chị, mã lạ. Sọc 4 cho chị Tấn Thành là em hết sọc 4 luôn. Chỗ em mã lạ. Rồi cái này là vàng nâu. Rồi em có tổng cộng 8 họa tiết cho cả nhà mình nha. Chỗ em mã vàng nâu cả nhà ơi, vàng nâu. Còn hả chị? Em nói rồi, đi xuống đưa ông cà game đi. Ổng đổi là em đổi liền. Đổi liền luôn.
Sọc 4, sọc 4 cho chị Tuyết Nga Lê. Em còn nha chị Tuyết Nga Lê ơi. Chị Điệp giấu. Nhí đỏ xe số 6. Em chốt cho chị Nguyễn Tấn. Vàng nâu xe số 2. Em chốt cho chị Đào Phan. Mã sọc xe số 1. Hình như sọc 1 em hết đó chứ đẹp. Để em coi cái bộ này xe máy. Sọc 1 em hết trơn rồi chế Mỹ Hằng ơi. Chị cho em cân nặng chiều cao nha. Mã hoa xe số 4 em chốt cho chị Tám Nguyễn. Đây đây xe 2 bên đây nè chị. Số 3. Vàng nâu xe 2 hết. Vậy hả chị? Mã hoa xe số 4 chị. Đúng rồi chị. Chỗ em mã này là mã lạ cả nhà. Mã lạ. Mắt lạnh luôn cả nhà ơi. Giải mắt lạnh luôn. Chị Mỹ Hằng, em thấy chị Mỹ Hằng á, em có trả lời chị Mỹ Hằng là mã sọc em hết size số 1. Chị đẹp, mã sọc em còn từ size 2 trở lên. Tại vì size 1 hôm bữa có chị khách em chỉ lấy đủ size hết trơn rồi. Size 1 em chốt cũng hơi nhiều á. Chốt em mã này là mã lạ đi cái chị, mã lạ. Bộ này đơn giản thôi nhưng mà cái chị mặc rất là đẹp nha. Chị cái chị mà tròn tròn người một tí xíu cái chị mặc rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã lạ nha cái chị, mã lạ. Lạ 4 em chốt cho chị Tấn Thành. Cao 1m6 nặng 49kg là chị mặc size số 1 quá chị. Nhưng mà giờ em hết size 1 rồi chị chọn qua mã đồ khác giúp em nha. Rồi chốt em bộ này là mã nhí đỏ. Cả nhà chốt em mã nhí đỏ ạ. Mã lạ size 4 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Mã hoa cho chị Huệ Trương. Hoa 6 cho chị Huệ Trương chị. Chốt em mã này mã nhí đỏ. Cái chị đẹp nhà em ơi nhí đỏ. Chốt em nhí đỏ. Mã lạ size số 2 em chốt cho chị Đào Phan. Của ai em? Em ghi ở phía sau là ớt 6. Ừ, ớt 6 là xe 6. Chốt em bộ này là nhí đỏ. Cái chị nhí đỏ. Đỏ này không có nổi nha cả nhà. Màu đỏ này ở ngoài nó bình thường à. Chốt em mã này nha. Nó không có bị chói à. Chốt em mã đỏ nhí đỏ. Đây, bộ này cái chị mặc đẹp dữ lắm nè. Bộ này nó giống như cái bộ sọc hồng mà cái lô trước em bán cho mấy chị vậy đó. Về mặt rất là đẹp và rất là trẻ nha. Lên giúp em bộ này là bộ hồng nhạt cả nha. Hồng nhạt em cũng còn từ size 2 trở lên nha. Em hết size 1 luôn rồi. Chỗ em mã này là mã hồng nhạt cả nha. Hồng nhạt. Hồng nhạt em còn từ size số 2 trở lên à. Chốt em mã hồng nhạt cái chị, hồng nhạt. Đẹp quá. Hồng nhạt hết size 1, chế yêu ơi, còn từ size 2 trở lên. Mã lạ size số 3 cho chị Bình Tâm. Chốt em mã này là mã hoa cái chị, mã hoa. Mã lạ chị. Ờ em lấy cho bà chị ấy chưa? Có thể. Đúng rồi chị lấy cái có bông á chị đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Chốt em mã này là mã hoa cái chị đẹp ơi. Bộ em mặc là ống rộng dài nha, 130.000 một bộ. Em có từ size 45kg đến size 75, 76kg cả nhà mặc vừa.
Có đồ ăn không? Dạ, em có cơm cháy á chứ ơi. Cơm cháy 70 ngàn một túi, cơm cháy trà bông rất là ngon luôn. Chị Mai Trần. Hồng Nhạc xe số 4 em chốt cho chị Tiết Nga Lê. Chốt em mã này là mã hoa cái chị, mã hoa kèm size giúp em nha. Chiều nhắn cho chị Tư coi, chị Tư có lên đồ không, gửi cái cục vàng nâu qua cho mình nè. Ok, chị Mai Trần, em chốt chị Mai Trần 2 túi cơm cháy. Rồi lên giúp em bộ này là bộ vàng nâu cả nhà ơi, mã vàng nâu. Cái vải của cái bộ vàng nâu này đẹp lắm nè cả nhà, nó coi giãn 4 chiều luôn á, cái vải mặc vô thích lắm. Dạ dừa chị Liễu Kim, dừa nha chị. Mét 58, 58 kg là chị mặc dừa size số 3 bên em luôn đó. Em để vô chữ cơm cháy chút xíu đưa xuống cho bé thị chút. Chị Mỹ Hằng ơi, eo chị tầm khoảng bao nhiêu? Em không biết eo chị bao nhiêu nên em không biết rộng nhiều hay rộng ít ha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi, vàng nâu cả nhà, vàng nâu. Cho em cái vòng eo đi chị, em mới biết là chị mặc nó như thế nào ha. Size 1 là eo 72 trở lại, còn size số 2 là eo tầm khoảng 77 trở lại nha. Nghe Úc ơi. Dạ dạ. Rồi cái này để em coi coi còn không, rồi em lấy cho chị ha. Rồi rồi ok. Dạ dạ. Dạ 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 rồi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Giao cho chị Điệp. Giao cho chị Điệp nha. Hồng Nhạc size số 3 cho chị Liễu Kim. Bộ hoa đỏ size số 3. Bộ hoa đỏ là chị Đương Lê lấy quần dài đúng không chị Đương Lê? Vàng nâu size số 4 em chốt cho chị Tấn Thành. Bộ hoa đỏ quần ống rộng dài size số 3 em chốt cho chị Đương Lê. Chị Đào Phan 2 túi cơm cháy. Chị Đào Phan ơi, chị lấy cơm cháy, chị nói với mấy bạn chốt đơn giúp em luôn nha. Lúc mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, em khỏi bấm bill của chị ở trên đây. Cơm cháy bữa nay em mới về hàng nữa nên là cái chị đẹp nhà em mua đi về ngày nào hết trơn ngày đó rồi cái chết. Không, 33 543. Ok, chị Mai Trần, em nhận đơn cơm cháy của chị rồi nha. Chị Mỹ Hằng đo đi chị Mỹ Hằng. Rồi, chốt giúp em đi cả nhà, cái bộ vàng nâu này đẹp dữ lắm, chót vải nè, coi giãn 4 chiều cho cái chế luôn nha. Rất là đẹp. Cái họa tiết ở ngoài nó cũng đẹp nữa. Lên giúp em mã vàng nâu. Lạp xưởng hết rồi chứ ơi, lạp xưởng em chưa có đặt lại. Em nói em gom đơn lập xưởng cho các chị mà em chưa có gom đơn được á. Bữa giờ không có đăng bài. Em cũng đang thèm lập xưởng nè. Được. Được chứ. Rồi chốt em bộ này là mã sọc nha các chị nào mà chịu mua hơi mua đen tí xíu á, cái bộ này ở ngoài các chị mặc nó sẽ rất là đẹp chứ nó không có là rối râm giống như là trên live đó mấy chị, tại trên live thường là nó sẽ nổi hơn ha. Ở ngoài các chị mặc cái bộ sọc này rất là đẹp. Chốt giúp giùm em bộ này là mã sọc nha các chị, mã sọc. Chốt em mã sọc ạ. À. Rồi, cuối cùng bộ này các chị lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Mã này lên giúp giùm em là mã bông vàng. Chốt em mã bông vàng. Rồi tổng cộng em có 8 họa tiết cho các chị nha. Chốt em mã bông vàng ạ. Giờ là xưởng với khô vi cá hả chị? Vi cá chị mua bao nhiêu em nói lò, em nói ở ngoài dựa gửi vô cho. Chọn bé em á, làm á nó gửi vô cho.
Tại vì lạp xưởng á là em đặt ở chỗ lò này á phải làm số lượng tầm khoảng 10 kg trở lên á, người ta mới nhận, người ta mới ok. Còn cái hàng mà vi cá, khô vi cá á, là cái đó là chị đặt bao nhiêu rồi em nói bé em nó gửi cho. Cái đó là hàng có sẵn. Size 4 mã sọc em chốt cho chị Trần Lon. Rồi bộ em mặc cả nhà ơi, bộ em mặc cả nhà lên giúp em mã bông vàng nha. Đẹp lắm. Chốt em mã bông vàng. Hết hồn. Alo, dạ Diệu nghe ạ. Dạ, em gọi từ bưu điện ở Cà Mau, em xin ý kiến tính cho nghe hả? Rồi, nói đi chị. Mình có gửi, có em gửi một cái đơn hàng người nhận tên là Bảo Ngọc, khách hàng từ chối nhận rồi cho em biết chuyển hàng hay lưu trong bưu điện đó. Cái đó lý do sao mà từ chối chị? Khách hàng kiểm tra từ chối. Ui, bà này đó, bà chuyên bơm hàng lắm. Bà này là chuyên bơm hàng hả? Thôi vậy chị hoàn cho em luôn đi. Bả vậy rồi có xử lý đơn cũng đâu có gửi được cho bả. Dạ. Để em lên danh sách đen, mai mốt em không bán nữa. Bả lấy đặt cả 5-7 đơn, bây giờ lấy giỏi lắm lận đơn à. Dạ, rồi. Dạ, rồi em cảm ơn chị ha. Chị cho hoàn gấp giúp em luôn đi chị, khỏi luôn ha. Dạ. Mã sọc em chốt cho mã bông vàng size số 5 cho chị Thanh Phạm. Ok chị Thanh Phạm. Chị Thanh Phạm 70 kg, cao bao nhiêu vậy chị Thanh Phạm ơi? Vàng size 4, bông vàng size 4 cho chị Trần Lon luôn. Chị Minh Tâm ơi, để em hỏi lại lò coi là giá nó bao nhiêu ha. Có thể là mùa dịch giá nó cao hơn, còn sau dịch thì coi có rẻ hơn không nha chế. Đợt đó em bán ngay đợt dịch với ngay đợt Tết đó. Nên là bữa giờ em cũng chưa hỏi lại giá ở lò nữa. Không biết có thay đổi gì không. Để em hỏi lại rồi có gì em báo giá cho mấy chị nha. Mà chị Trọng Minh hỏi em bộ giả váy nào ta? Bộ giả váy cổ sơ mi là 120.000 chị. Còn bộ sâu len mà thiêu 3D ở phía trước là 185.000. Hàng mango hả chị Trần Lon? Hàng mango dập ly hả chị? Chị muốn hỏi em hàng mango dập ly hay là hàng thiết kế? 1m65 ok chị Thanh Phạm. 1m65 70 kg em lấy cho chị size số 5 ha. Rồi cả nhà em tạm ớt cái like này nha cả nhà ơi. Em tạm ớt cái like này để cho các bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn ha. Rồi khoảng 20 phút sau em sẽ lên cho các chị một cái like mới. Cả nhà ha. Để em hỏi con bé em coi nó gửi ok không nha chị Mai Trần ơi. Tại vì thường nó gửi vô cho em á là nó gửi nguyên một cái thùng hàng á. Để em coi có đặt cái gì thêm không thì em đặt giùm chị luôn nha. Chị Minh Tâm ơi, em không có nhấn qua sim. Em không có nhấn qua sim cái gì, cái chị cứ không nhấn qua Zalo. Cái chị thông cảm giúp giùm em đi, em không có nhớ hết đâu mấy chị. Lúc gài não em cá vàng lắm. Nên là các chị cứ theo dõi like giúp giùm em. Nếu mà em có nhận đơn là một em sẽ đăng trên Zalo, hai là em sẽ đăng trên Facebook. Thì các chị cứ vào các chị bình luận ha. Còn không thấy em đăng là em chưa có gom đơn đó. Chị Mỹ Hằng ơi, eo 70 á, thì mình mặc size số 1 được rồi chị. Còn size số 2 thì chị mặc nó sẽ thoải mái hơn nha. Chị Trần Lon hàng thiêu 185. Chị Trần Lon hỏi em hàng thiêu 185 thì chị Trần Lon mặc size số mấy ạ? Chị mặc size số 4 luôn hả? Vàng nâu size số 4 cho chị Tám Nguyễn. Nếu mà size số 4 thì em còn được có một màu duy nhất thôi nha chị đẹp. Size số 4 của bộ đó hình như em còn được có một bộ màu xanh ngọc à. Còn có màu xanh ngọc không à chị, không có màu khác. Chị Trần Lon. Bộ giả váy sơ mi lấy cái lô sau, ở quên cái like sau đi chị rồi em lên ha. Cái like này em up like nha cả nhà. Like sau em sẽ lên cho các chị bộ lam nha. Bộ lam hàng Latin mới về rất là đẹp luôn. Nhá hàng cái này. Không mà tối lên đâu có kịp đâu. Hứa với mấy chị xong rồi đâu không có lên kịp luôn.
Size số 5 là em còn được màu xanh rêu, chị Trần Loan. Size số 5 em còn được màu xanh rêu, màu hồng sen, màu xanh ngọc với lại là màu hồng đào. Chết, size số 5. Size số 5 là còn được xanh rêu một bộ ha. Lấy màu xanh rêu đi chị Trần Loan. Chị Trần Loan có màu xanh rêu chưa? Rất là đẹp luôn nè. Chốt em màu xanh rêu. Chị Tiết Nga Lê cứ nói với mấy bạn chốt đơn giúp em ha. Cứ nói với mấy bạn chốt đơn giúp em. Mã sọc chị Mỹ Hằng, mã sọc. Chờ em xíu đi chị. Rồi size số 5 là em còn được xanh ngọc, em còn được hồng sen, em còn được màu hồng đào với còn được bộ màu xanh rêu nha chị Trần Loan ơi. Chị muốn lấy bộ nào thì em lấy. Cho chị cái bọc mới luôn vậy đó. Em xếp em bỏ vô bọc mới luôn, bọc kia nó bị rách rồi. Đây mã sọc nha chị. Mã sọc này em hết size 1 rồi nha, em còn từ size 2. Nói chung là chị mặc vừa chứ nó không có ôm, còn chị thích ôm thì chị nhấn band vô giùm em. Hàng này là em có 4 band, 2 band trước, 2 band sau ha. Ok, xanh rêu cho chị Trần Loan. Hai mươi phút sau em lên lại chị Hiếu Phúc. 20 phút sau em lên bộ đồ lam cho cả nhà. Rất là đẹp luôn, cái bộ đồ lam này giải Latin nha cả nhà, Latin nha, giải rất là dày dặn luôn. Cái chị mặc sẽ rất là đẹp, về ủi ra một cái giúp em nha. Tại vì mình ship lâu quá, mình bỏ vô bọc mà mình buộc rồi mình đè nó lên đó là lúc nào nó cũng phải có lằn nha cả nhà. Còn cái vải Latin này cái chị chỉ cần ủi hơi nhẹ ra một cái giúp em là nó thẳng rang luôn nha cả nhà ơi. Đây chút xíu lên bộ này cho cả nhà mình nha, xuất sắc luôn á. Chị Tám Nguyễn muốn đổi sang màu nào thì lấy giúp em chị. Thì chị tự lên giúp giùm em chứ em không có đổi cho chị màu nào màu tối ha. Em không biết màu nào chị ưng, màu nào chị không ưng. Cái bộ của chị Tám Nguyễn em coi coi chị chốt bộ gì. Tường, xả ra chị luôn. Rồi chị tự lên chọn giúp giùm em nha chị Tám Nguyễn. Rồi gút bill luôn đi. Mã sọc size số 2 em chốt cho chị Mỹ Hằng. Em không có lấy hàng cho chị nha. Rồi chốt giúp em nha. Ủa quên, chút xíu em lên bộ này cho mấy chị nha. Bây giờ em offline cho mấy bạn nhà. Em chốt cái đơn này trước từ từ nha mấy chị. Chốt đơn hàng cái like này từ từ trước. 185 ngàn em.